Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 169. Hoàng Doanh nói kết nghĩa Kim Lan chẳng qua là một khúc nhạc đệm, ba người rất nhanh tiếp tục đi tới. Sinh tử giới. Trên đường, Hoàng Doanh thay Dương Diệp và A Lãnh giới thiệu tình huống của sinh tử giới. Ở sinh tử giới này, bọn hắn không chỉ phải phòng bị nhân loại, còn phải phòng bị những hoang thú cùng với một ít sinh linh thần bí sinh tồn ở chỗ này. Hoang tộc rất đoàn kết, nhưng kia là dưới tình huống Thái tử Điện Hạ xuất hiện. Trên đường đi, Hoàng Doanh nói khẽ. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ xuất hiện, bất luận kẻ nào của hoang tộc cũng không được có tâm tư khác. Có thể nói, nếu như một trong hai vị đại ca của ta trở thành Thái tử Điện Hạ, coi như ta không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, bằng không thì cả tộc cùng giết. Nhưng bây giờ, Thái tử Điện Hạ chưa xuất hiện, những trưởng lão, tôn giả, hộ pháp trong tộc kia đều mơ tưởng người của mình thành Thái tử Điện Hạ. Hai đại ca của ta quyền lực không tính lớn, nhưng có ít người phía sau bọn họ, quyền lợi lớn vô cùng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn mạch mờ mịt kia. Một vị trưởng lão sau lưng ở đại ca của ta, trưởng quản lấy vô số hoang thú ở sinh tử giới. Vị trưởng lão kia, là người toàn lực ủng hộ đại ca ta. Lúc này đây, hắn sẽ nhúng tay vào. Người ủng hộ thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hoang Doanh có thể ở hoang tộc đặt chân, hơn nữa cùng Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ tranh đoạt vị trí Thái tử Điện Hạ, làm sao có thể không có hậu đài? Hoang Doanh cười nói. Trước bí mật, đến lúc đó Dương Huynh tự nhiên sẽ biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên ba người ngừng lại. Trước mặt ba người không xa, xuất hiện một lão giả hư ảo. Nhìn thấy người này, nụ cười trên mặt Hoang Doanh thu liếm, nhìn hư ảo lão giả có chút thi lễ. Bái kiến tôn giả. Lão giả khẽ gật đầu, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp không yếu thế chút nào mắt đối mắt. Qua mấy tức, lão giả nhẹ gật đầu. Mặc dù không phải người hoang tộc ta, nhưng cũng tính là một nhân kiệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Phải sống trở về. Nói xong, thân thể lão giả càng ngày càng hư ảo, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hoang Doanh nói khẽ. A Lãnh cô nương, Dương Huynh, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới, rất nhanh, ba người đi tới một vùng núi. Vừa bước vào dãy núi kia, cả vùng đột nhiên rung động. Thoáng qua, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Đây là một yêu thú, không đúng, chuẩn xác mà nói là một hoang thú, ngoại hình như sói, quanh người đen kịt, tứ chi tráng kiệt, trên người tản ra khí tức hung lệ. Mà ở trên lưng hoang thú, ngồi một thanh niên. Đầu hoang thú kia cũng không có ý dừng lại, uy áp cường đại trực bức ba người Dương Diệp. Hoang thú tứ giới. Mà nam tử ở trên lưng hoang thú kia, ba người Dương Diệp đều nhìn không ra sâu cạn. Nhìn thấy nam tử kia, Hoang Doanh khẽ cúi đầu. Dương Huynh, A Lãnh cô nương, cẩn thận, bọn họ là tử thị hoang tộc ta âm thầm bồi dưỡng, chớ nhìn bọn họ đều là bộ dáng thanh niên, nhưng cơ bản đã sống vô số năm. Ngàn vạn lần không thể chủ quan. Nói xong, thân hình Hoang Doanh run lên, hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía nam tử kia cùng hoang thú. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, đột nhiên A Lãnh đánh ra một quyền. Ầm, một đấm xuất ra, A Lãnh bị chấn lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Mà ở chỗ lúc trước A Lãnh đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử hai tay mang theo găng tay huyết hồng. Nam tử mặt không cảm giác nhìn A Lãnh, bao tay lấp lóe ánh sáng. Thời điểm A Lãnh bị đánh bay, Dương Diệp cũng đột nhiên rút kiếm chém một phát. Xuy, một kiếm rơi xuống. Tay phải Dương Diệp run lên kịch liệt, cả người liên tục lùi lại. Lùi trọn vẹn chừng 30 bước hắn mới dừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng một nam tử tay cầm trường đao. Đao kia dài hơn đao bình thường rất nhiều, đây không phải trọng điểm là vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, cũng không có chặt đứt đao đối phương. Phải biết, kiếm trong tay hắn là siêu thần khí, tuy bị phong ấn 8 phần lực lượng, nhưng đó cũng là siêu thần khí. Nhưng đao trong tay nam tử kia lông tóc không hư hại. Đao trong tay nam tử kia, ngay cả thần khí cũng không phải. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn về phía nam tử kia, vấn đề không phải ở đao, vấn đề ở người. Nam tử cầm đao trong tay, nhàn nhạt nhìn Dương Diệp. Ha ha! Ngay lúc này, Hoang Doanh ở cách đó không xa đột nhiên cười phá lên. Ngay cả tử thị của hoang tộc ta cũng có thể mời được. Xem ra người sau lưng hai đại ca của ta bỏ ra cái giá không nhỏ a.
Nói xong, Hoàng Doanh liên tục lùi lại, ở khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hoàng Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, cùng Dương Diệp, A Lãnh đứng chung một chỗ. Ba cặp ba. Không đúng, là ba đánh bốn. Trong đó một hoàng tộc tử thị còn cưỡi hoang thú. Hoàng Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói. Không hổ là tử thị mà tổ tiên đã từng hạ lệnh bồi dưỡng, thật rất mạnh mẽ. Rất mạnh. Đối với điểm này, bất kể là Dương Diệp hay A Lãnh đều tỏ vẻ tán thành. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có môn đạo, ba người trước mặt bọn hắn này, tuy chỉ là tứ giới, nhưng tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể so với. Muốn khiêu chiến vượt cấp, khó. Dương Diệp im lặng không nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Dương gia. Dương gia bồi dưỡng đệ tử cũng tàn nhẫn như vậy, mà bây giờ, hoàng tộc cũng như thế. Nhưng hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, người thừa kế gia tộc còn sống sót, hàm kim sẽ rất cao. Tàn nhẫn, là vì sinh tồn tốt hơn, vì lĩnh tụ một gia tộc, sao có thể là một bao cỏ. Tàn nhẫn, chính là đạo sinh tồn của những đại gia tộc này. Hoàng Doanh đột nhiên cười nói. Dương huynh, A Lãnh cô nương, các ngươi là khách, các ngươi chọn đối thủ. Trước đi, A Lãnh quay đầu nhìn về phía nam tử lúc trước đánh bay nàng kia, sau một khắc, nàng hóa thành một vệt sáng bắn ra. Xa xa, nam tử đeo găng tay huyết hồng lập tức bị chấn bay đến hơn trăm trượng, chân phải A Lãnh đạp mạnh, cả người lần nữa nổ bắn ra. Khí tức cường đại, chấn động thiên địa. Thực lực chân chính. Hiển nhiên, A Lãnh đã không có che giấu thực lực của mình nữa. Dương Diệp và Hoàng Doanh thu hồi ánh mắt, Hoàng Doanh thì nhìn về phía Dương Diệp mỉm cười, hắn cầm kiếm đi về phía nam tử cầm đao. Hoàng Doanh lắc đầu cười khổ. Đều là gia hỏa thông minh. Hắn phải đối mặt còn có một hoang thú tứ giới A. Không có suy nghĩ nhiều, thân hình Hoàng Doanh run lên, bay thẳng đến nam tử cưỡi hoang thú. Đại chiến bắt đầu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía nam tử cầm đao, nam tử cầm đao nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình, bình tĩnh tựa như một vũng nước lặng. Thời điểm Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cầm đao đột nhiên động. Dương Diệp không có thấy rõ đối phương là động thế nào, hắn chỉ biết, đỉnh đầu của mình xuất hiện một thanh đao. Đao thật nhanh, kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ. Kiếm cũng không có đi ngăn cản chuôi đao kia, mà trực tiếp đâm về phía ngực nam tử. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng nam tử kia không có thù đao, tương tự lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Tử thị. Cái gì gọi là tử thị? Sợ chết còn có thể thành tử thị sao? Suy suy. Hai vết máu tươi bắn tung tóe ra, ngay sau đó, hai người xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Chỗ trán Dương Diệp có một vết máu đỏ sẫm, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra, mà ở đối diện Dương Diệp, trước ngực nam tử cầm đao có một kiếm động. Vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hai người vừa chạm liền phân. Không sợ chết, không có nghĩa là thật muốn đồng quy vu tận. Lúc này đây, Dương Diệp xem như gặp được đối thủ. Bởi vì người trước mắt này thật sự không sợ chết. Ngay lúc này, nam tử cầm đao đột nhiên cất bước, lập tức đến trước mặt của Dương Diệp. Ngay sau đó, hai tay nắm trường đao bổ xuống. Khí phách. Một đao chém xuống kia, cho người cảm giác chính là khí phách. Cái loại khí phách có thể một đao chém vỡ hết thảy. Dương Diệp cũng học đao qua, không thể không nói, ở trên đao đạo, hắn xác thực không bằng nam tử trước mắt này. Bất quá hắn chủ tu kiếm, đao chẳng qua là phụ trợ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thời điểm đao cách mi tâm của hắn vài tấc, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm vực, ngũ kiếm kiếm vực, thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, cả người nam tử cầm đao bay ra ngoài. Bất quá Dương Diệp cũng bị lực phản chấn liên tục lùi lại gần trăm trượng. Đao đã vỡ vụn, nhưng tay phải của Dương Diệp cũng rạn nứt, cả bàn tay phải rung động kịch liệt. Lực lượng, quá mạnh mẽ. Lực lượng của hai người đều quá mạnh mẽ, loại liều mạng này, chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Ở dưới hồng mông tử khí trị liệu, tổn thương của Dương Diệp nhanh chóng khôi phục. Nam tử cầm đao kia hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, tay phải hắn tìm tòi về phía trước. Một thanh trường đao hư ảo xuất hiện ở trong tay hắn. Ở trong mắt nam tử, một tia sát ý lặng yên ngưng hiện. Chém. Nam tử đột nhiên gầm lên một tiếng, sau một khắc, hai tay hắn nắm trường đao cách không chém về phía Dương Diệp. Một chạm này, đao trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát, đã tới trước mặt Dương Diệp.
muốn tránh cũng không được. Xuyên toa không gian. Một đao nhanh đến cực hạn. Chân phải Dương Diệp lui về sau nửa bước nhỏ, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm sát chém xuống. Xuy. Một kiếm này rơi xuống, chỗ kiếm qua không gian bị xé mở, mà thanh trường đao hư ảo thì bị một kiếm này của hắn cứng rắn bổ ngừng ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, nam tử cầm đao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một mảnh ánh đao giống như mưa đập tới. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị ánh đao bao phủ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp lần nữa bị chấn bay ra ngoài, hai chân hắn vừa chạm đất, A Lãnh cùng Hoang Doanh đã rơi vào bên cạnh hắn. Sắc mặt hai người tái nhợt, khóe miệng dính máu. Bên cạnh Dương Diệp, Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng. Còn mạnh hơn ta nghĩ, không hổ là thị vệ đã từng đi theo tổ tiên sát nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mạnh mẽ. Không thể không nói, lần này giao phong, ba người Dương Diệp hoàn toàn là ở hạ phong. Tử giới. Ba người một hoang thú trước mắt này, so với những tứ giới lúc trước bọn hắn gặp phải, thật là một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Phải biết, lúc trước một cường giả tứ giới, căn bản khó thể tiếp ngũ kiếm kiếm vực của Dương Diệp. Nhưng vừa rồi đối thủ kia của Dương Diệp, tiếp được. Chẳng những tiếp được, còn chấn thương hắn. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nhếch lên, sau một khắc, hắn cầm theo kiếm chậm rãi đi đến. Cường giả. Dương Diệp hắn cần loại cường giả này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có áp lực, mới có thể phóng thích mình, mới có thể từ trên người đối thủ tìm được thiếu sót của mình, chiến. Cho tới nay, hắn đều mong mỏi thoải mái đầm đìa chiến một trận. Cùng An Nam Tĩnh tự nhiên có thể, nhưng cùng An Nam Tĩnh chỉ có thể điểm đến là dừng, dù sao hai người bọn họ là không thể nào sinh tử chiến. Nhưng cái trước mắt lại bất đồng. Cái trước mắt này, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Xa xa, Tử Thị nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình, nhưng trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao hư ảo. Cường giả giao thủ, nhiều khi so là tâm tình, thông tục một chút chính là tâm tính. Tâm tính bất an, khí thế dĩ nhiên sẽ yếu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Tử Thị cầm đao, trên người có một cỗ tự tin và khí thế khó có thể hình dung. Nhưng Tử Thị này bình tĩnh không lay động, tuyệt đối không bị khí thế của Dương Diệp ảnh hưởng. Cường giả. Hoang tộc Tử Thị, cường giả gì chưa từng gặp qua. Tuy Dương Diệp mạnh, nhưng so với hoàng đế hoang tộc cùng với một ít cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ năm đó, còn kém rất nhiều. Dương Diệp muốn dùng khí thế áp đối phương, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kiếm sát trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là kiếm tổ. Lúc này đây, hắn không phải muốn giết người, mà là muốn chiến. Ở dưới ánh mắt chăm chú của A Lãnh và Hoang Doanh, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Lúc này, Tử Thị cầm đao đột nhiên triển khai. Một đao chém xuống. Ánh đao lạnh lẽo, hơn nữa cực kỳ nhanh. Đao kiếm chạm nhau. Ầm. Không gian bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, không gian trong phương viên mấy chục dặm rạn nứt ra, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bất quá rất nhanh, không gian ở đây khôi phục bình thường, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở trên sinh tử giới. Theo lực lượng vô hình này xuất hiện, không gian cả sinh tử giới càng kiên cố hơn. Cách đó không xa, Hoang Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Có người ra tay ra cố không gian nơi đây. A Lãnh lạnh nhạt nói. Cao tầng của hoang tộc nhìn nơi này. Hoang Doanh gật đầu. Hai mắt A Lãnh chậm rãi đóng lại. Lúc ta ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, trong gia tộc của ta từng có ghi chép với hoang tộc Tử Thị, nghe đồn mỗi Tử Thị đều là thân kinh bách chiến, thà chết trận, cũng sẽ không cúi đầu. Năm đó chính là bọn hắn nhảy vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, làm cho vô số cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ nghe tin đã sợ mất mật. Đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi có phải thật sự mạnh như nghe đồn hay không. Nói xong, thân thể A Lãnh dần dần hư ảo. Sau một khắc, A Lãnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Tử Thị mang bao tay. Một chưởng rơi xuống. Một chưởng này, dường như mang theo thiên địa chủ uy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tên Tử Thị kia đột nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Ở trên nắm tay, là một cỗ quyền mang huyết hồng. Quyền chưởng chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt, nhưng ngay lúc này, A Lãnh đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, một bàn tay ấn về phía Tử Thị. Cứ như vậy, ngắn ngủi không đến một hơi, A Lãnh phát không dưới nghìn chưởng.
Mà tên tử thị kia, tuy bị chấn liên tục lùi lại, nhưng mỗi một chưởng của A Lãnh hắn đều tiếp được. Bất quá, khí thế của A Lãnh không chỉ không yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Quyết tâm rồi. Hoàng Doanh thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cưỡi hoang thú trước mặt mình. Đến, chúng ta cũng chiến một trận đi. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng bắn về phía thanh niên kia. Mà bên kia, Dương Diệp lần nữa cùng tử thị cầm đao chiến đấu. Trong tràng chiến đấu kịch liệt nhất không ai qua được Dương Diệp và tử thị cầm đao, đấu pháp của hai người là liều mạng nhất, mỗi một lần hai người ra tay, đều lưu lại ở trên người đối phương một vết máu. Cứ như vậy, trong thời gian thật ngắn, Dương Diệp cùng tử thị cầm đao đã trải rộng vết thương. Đao đao sắc sảo, kiếm kiếm nhập ra. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Tiểu Bạch mang theo Tiểu Ngưu còn có Nhị Nha, Kiếm Kinh nhìn lên bầu trời, trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ lo lắng. Ở chỗ không xa là An Nam Tĩnh mặt không biểu tình. Một lát sau, Tiểu Bạch liếc nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nàng bay đến trước mặt An Nam Tĩnh, Tiểu Chảo chỉ đỉnh đầu. Ý là, nàng có thể mang theo đám người Tiểu Ngưu ra giúp Dương Diệp hay không? Mới đầu, nàng liền chuẩn bị mang theo nhóm yêu thú này đi giúp Dương Diệp, bất quá bị An Nam Tĩnh chặn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngoan ngoãn nhìn xem đi. Tiểu Bạch có chút do dự, lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên đi về phía nàng, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trên vai Nhị Nha, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở phía trên. Cách đó không xa, Kiếm Kinh thấy một màn như vậy, có chút buồn cười, Tiểu Bạch coi trời bằng vung vẫn có lúc sợ a. Kiếm Kinh tự nhiên biết ý tứ của An Nam Tĩnh, bây giờ Dương Diệp là thông qua chiến đấu tăng lên mình. Nếu như các nàng ra tay, muốn giết tên tử thị kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng bởi vậy, Dương Diệp không thể tăng lên mình, hơn nữa tiếp tục kéo dài như vậy, Dương Diệp cuối cùng sẽ dừng bước không tiến. Chiến đấu bình thường, Dương Diệp có thể tự mình tới, này cũng là yêu cầu của hắn. Kiếm Kinh đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời. Tử thị kia rất mạnh. An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói. Còn tạm được. Còn tạm được. Kiếm Kinh cười khổ. An cô nương, bọn hắn cũng không phải tạm được. Vào năm đó, những tử thị này của hoang tộc, để cho vô số cường giả Vĩnh Hằng quốc độ nghe tin đã sợ mất mật. Năm đó trận chiến ấy, những tử thị này tạo thành quân đoàn, khi tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ, bọn hắn tiến quân thần tốc, kém chút đã giết tới quốc đô của Vĩnh Hằng quốc độ. Những người này, là thân kinh bách chiến chân chính, không đúng, là trải qua vô số đại chiến. Nói đến đây, nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh, đương nhiên, nếu như gặp phải An cô nương, bọn họ chiếm không đến bất luận tiện nghi gì. Võ thần chi thể. Loại thể chất này không phải chuyện đùa, ở phương diện chiến đấu, người bình thường căn bản kém xa, cho dù là Dương Diệp, ở phương diện chiến đấu cũng kém hơn An Nam Tĩnh. Kỳ thật, Kiếm Kinh cực kỳ tò mò, nếu như để cho Dương Diệp và An Nam Tĩnh chân chính sinh tử chiến, ai sẽ thắng? Bên ngoài Hồng Mông Thác. Chiến đấu còn đang kéo dài. Lực lượng mấy người giao thủ cường đại làm cho không gian xung quanh rung rẩy. Bất quá lúc này, mặc kệ mấy người kia chiến đấu như thế nào, không gian kia cũng không nghiền nát, không chỉ không nghiền nát, ngay cả rạn nứt cũng không có. Không gian ở đây, đủ để thừa nhận lực lượng của cường giả ngũ giới. Ngay lúc này, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp cùng tử thị cầm đao tách ra, hai người bay ra mấy trăm trượng, rơi ở trên mặt đất. Địa phương bọn hắn lăn xuống, bị nhuộm huyết hồng. Đó là máu tươi nhuộm đỏ. Bất quá rất nhanh, hai người lại đứng lên, hai tay đều đang run rẩy. Cách nhau mấy trăm trượng, hai người xa xa đối mặt, sau một khắc, hai người đột nhiên biến mất. Không gian đột nhiên run lên kịch liệt. Hai người lần nữa bay ra, bất quá ngay thời điểm Dương Diệp bay ra, hai tay tử thị cầm đao đột nhiên nắm trường đao cắm xuống. Xuy. Trường đao hư ảo xông vào trong không gian, tử thị cầm đao mượn nhờ không gian ra cố cứng rắn ngừng ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai tay hắn nắm trường đao ném một cái. Xuy. Trường đao xẹt qua không gian, cả không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Xa xa, trong mắt Dương Diệp vẫn còn bay ngược hiện lên vẻ dữ tợn, giờ khắc này, thân thể của hắn đột nhiên hư ảo. Kiếm vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo kiếm vực xuất hiện, trường đao đã đi tới trước mặt hắn tốc độ chậm lại, nhưng trong đao ẩn chứa lực lượng vẫn rất mạnh, có xu thế phá vực.
hai tay Dương Diệp nắm kiếm đâm một cái. Xuy, kiếm qua, không gian kích động. Ầm, đao kiếm vừa mới tiếp xúc, không gian sôi trào lên, tựa như đại chấn. Chuôi đao run lên kịch liệt, sau đó biến mất, lúc này kiếm trong tay Dương Diệp thoát tay của mình, một đạo kiếm quang lóe lên, đâm thẳng Tử Thị cầm đao. Xa xa, Tử Thị cầm đao lạnh lùng nhìn thanh kiếm kia, thời điểm kiếm đi vào trước mặt hắn, hắn lấy tay làm đao bổ một cái. Ánh đao từng trận, rầm rầm rầm, không trung, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mấy tức sau, một nhân ảnh bay ra ngoài. Nhân ảnh này, đúng là Tử Thị cầm đao. Ngoài ngàn trượng, Tử Thị cầm đao rơi trên mặt đất, bất quá rất nhanh, hắn đứng lên, khi hắn đứng lên, thần sắc hắn sớm đã không có bình tĩnh như trước, thay vào đó chính là dữ tợn và hung lệ. Tử Thị cầm đao nắm chắc hai tay, dưới da, mạch máu rung rung. Thời gian dần trôi qua, khí tức của Tử Thị cầm đao càng ngày càng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, khí tức của hắn gấp mấy lần lúc trước. Kích hoạt huyết mạch. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Hoang Doanh. Dương huynh cẩn thận, đây là bí pháp huyết mạch, bọn hắn có thể cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, ngươi. Hoang Doanh còn chưa nói xong, Tử Thị cầm đao đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một thanh đao khí dài trăm trượng lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm kiếm theo bản năng chém ra. Đao khí đánh Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân hắn triệt để rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Tử Thị cầm đao lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Yếu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Thoáng qua, một ý cảnh cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Phong ma chi ý. Phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Đánh tới lúc này, không thể nghi ngờ song phương đã đánh nhau thật tình. Bất kể là Dương Diệp hay Tử Thị cầm đao, đều không có giữ lại thực lực của mình. Sau khi phong ma chi ý xuất hiện, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua. Theo một đạo kiếm quang lóe lên, Tử Thị cầm đao bị chấn bay ra vạn trượng. Ngoài vạn trượng, Tử Thị cầm đao rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất, toàn thân hắn trực tiếp rạn nứt ra, vô số máu tươi từ quanh người hắn bắn tung tóe, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tử Thị cầm đao ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma, ở trong mắt là dữ tợn cùng lệ khí, Tử Thị cầm đao liều mạng trọng thương, chân phải mãnh liệt đạp một cái, cả người hóa thành một đạo đao khí bắn về phía Dương Diệp. Vừa tới trước mặt Dương Diệp, Tử Thị cầm đao lần nữa bay ngược quay về. Lúc này đây, thân thể tên Tử Thị cầm đao kia trực tiếp nổ bể ra, chỉ còn linh hồn thể. Nhưng Tử Thị cầm đao kia không có giống như những cường giả khác bỏ chạy, mà hai tay hư nắm, ngưng kết ra trường đao trong suốt. Tử Thị cầm đao gắt gao nhìn Dương Diệp, vô số lực lượng linh hồn hội tụ. Hoang tộc Tử Thị, chỉ có chết trận, không có chạy trốn. Thời gian dần trôi qua, linh hồn thể đột nhiên xuất hiện một chút hỏa diễm. Thiêu đốt linh hồn. Hiển nhiên, Tử Thị cầm đao này muốn dùng thiêu đốt linh hồn đổi lấy một kích mạnh nhất. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra. Nói xong, một tia sáng trắng xông vào trong linh hồn kia, chỉ chốc lát, hỏa diễm quanh người Tử Thị cầm đao biến mất không thấy gì nữa. Tử Thị cầm đao không có ra tay, hắn nhìn bầu trời quỳ một gối xuống hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Bất quá, thời khắc này Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma, hắn hiện tại căn bản không hiểu cái gì gọi là thu tay lại. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tựa như đại bàng phóng lên trời, trong tay hắn, kiếm tổ mang theo từng đạo tàn ảnh từ mặt đất xẹt qua không trung, đẹp đẽ mà máu tanh. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn ra kiếm, một trung niên mặc hoa bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trung niên nhìn Dương Diệp, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Có chút ý tứ, Dương Diệp cũng không để ý người trước mặt là ai, một kiếm đánh xuống. Xuy, một kiếm này, trực tiếp bổ ra không gian. Lâm vào phong ma, thực lực của Dương Diệp đề thăng rất nhiều, đặc biệt là kiếm đạo. Kỳ thật ở trong thế tục, một người làm chuyện gì, nếu lâm vào trong điên cuồng, mặc kệ chuyện này là chuyện gì, cũng sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhưng một kiếm đơn giản xé rách không gian kia, lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngón tay của trung niên. Kiếm trong tay Dương Diệp, rung động kịch liệt, nhưng rất nhanh, thanh kiếm kia bình tĩnh lại, bất quá mặc kệ Dương Diệp dùng lực như thế nào.
thanh kiếm kia cũng không thể di chuyển mảy may. Dương Diệp dứt khoát buông kiếm, nhào tới trước đấm một quyền. Một quyền này thẳng đến mặt Trung Niên. Trung Niên mỉm cười, hắn thuận tay nhận lấy kiếm tổ trong tay Dương Diệp, sau đó lấy kiếm đưa về phía quả đấm của Dương Diệp. Ầm, cái vỗ này, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra gần vạn trượng. Dương Diệp rơi xuống đất, bất quá hắn không có bị thương, một chút thương tích cũng không có. Nhưng vùng không gian sau lưng hắn đã hoàn toàn biến mất. Mảnh không gian này, đã nghiền nát mai một. Lúc này, tay Trung Niên có chút run lên, thanh trường kiếm trong tay hắn trực tiếp rơi vào trước mặt Dương Diệp. Trung Niên cười nói. Tiếp tục, Dương Diệp đã lâm vào phong ma cầm lên kiếm tổ, bất quá hắn không có đi tìm Trung Niên, mà thân hình run lên, vọt về phía tên tử thị vẫn còn kịch chiến với Hoang Doanh. Tuy Dương Diệp ở trạng thái phong ma, nhưng đánh thắng được hay không, hắn vẫn có thể cảm thụ được. Đánh không lại, bỏ chạy. Này mất mặt không, có lẽ mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng. Nhìn thấy Dương Diệp như thế, Trung Niên kia có chút ngẩn người, rất nhanh hắn lắc đầu cười cười. Cái này không thể được. Nói xong, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một chỉ điểm tới. Một chỉ rất bình thường. Lúc này kiếm của Dương Diệp ra khỏi vỏ, bất quá kiếm trong tay hắn đã đổi thành kiếm sát. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, trong mắt Trung Niên kia lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá ngón tay của hắn không thu hồi. Ầm. Trung Niên lui về phía sau mấy bước, bất quá bản thân Dương Diệp đã cách hơn vạn trượng. Như lúc trước, hắn vẫn không có bị thương. Trên không trung, Trung Niên nhìn ngón tay của mình, trên ngón tay, có một tia huyết hồng. Đó là kiếm sát lưu lại. Trung Niên cười khẽ. Không hổ là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất kiếm, ngay cả nhục thể của ta cũng có thể phá vỡ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trung Niên, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm điên cuồng chém tới. Phong ma kiếm pháp. Mỗi một kiếm của Dương Diệp đều rơi vào một vị trí, trong một hơi, hắn ra không dưới trăm kiếm, nhưng toàn bộ đều bị Trung Niên kia cản lại. Mà Trung Niên, chỉ lui về phía sau một bước. Bất quá Dương Diệp cũng không dừng tay, mà tiếp tục chém, như đang phát tiết, Trung Niên kia cũng chỉ ngăn cản không đánh trả, cứ như vậy, rằng co gần một giờ, Dương Diệp kiệt sức. Bất quá hắn vẫn còn bổ. Trong thời gian một giờ này, một hơi gần trăm kiếm, một canh giờ. Vậy sẽ bổ bao nhiêu kiếm? Trong thời gian một giờ này, Trung Niên từ đầu đến cuối không có đánh trả, mặc cho Dương Diệp bổ, sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại, hắn nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà giờ khắc này, phong ma chi ý trên người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn đã khôi phục bình thường. Trên mặt đất, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hiện tại hắn hết sức mệt mỏi. Nhưng thực sự thoải mái đầm đìa, chân chính thoải mái đầm đìa. Bởi vì hắn chưa từng chiến đấu qua như này, lúc trước gặp phải địch nhân, cơ bản đều là một kiếm, hoặc hai kiếm giải quyết xong. Nhưng bây giờ, Trung Niên này chỉ phòng không công, làm cho hắn có thể tận tình phóng thích mình. Loại phóng thích này, hắn đã cực kỳ lâu chưa có. Mà lúc này, A Lãnh và Hoang Doanh đều ngừng lại, không phải bọn hắn dừng lại, mà là đối thủ của bọn hắn ngừng lại. Ba hoàng tộc tử thị yên lặng đứng sau lưng Trung Niên kia. Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Trung Niên, do dự một chút, sau đó hỏi. Các hạ là thương chủ. Trung Niên nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, cười nói. Trong mấy vị điện hạ, mặc dù ngươi không tính mạnh nhất, nhưng coi như không tệ. Nhìn thấy Trung Niên thừa nhận, thần sắc của Hoàng Doanh lập tức ngưng trọng lên. Thương chủ, đây chính là người cùng một thời đại với Hoàng đế. Hoàng tộc tử thị là thương chủ dạy dỗ và quản lý. Có thể nói, thương chủ chính là thủ lĩnh của tử thị. Mà thân phận của thương chủ cũng hết sức đặc thù, có thể nói ở hoàng tộc, hắn chỉ nghe lệnh hoàng đế. Cho dù là thái tử điện hạ của hoàng tộc, cũng không có quyền lợi để cho hắn nghe lệnh. Đương nhiên, mặc dù không có quyền lợi điều động thương chủ, nhưng thái tử điện hạ của hoàng tộc có thể điều động hoàng tộc tử thị. Hoàng Doanh cười khổ. Nếu như thương chủ ra tay, Hoang Doanh ta cũng chỉ có thể nhận thua. Như hắn nói, nếu như người trước mắt này cùng hoang tộc tử thị đứng thành hàng, hơn nữa không phải bên hắn mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Trừ khi hoàng đế hoặc một người khác trong hoang tộc kia đứng ở bên hắn, bằng không thì, hắn không có bất kỳ phần thắng. Trên không trung, thương chủ lắc đầu. Sự tình của các ngươi, ta sẽ không lẫn vào.
Sở dĩ những huynh đệ kia của ta đi ra, là muốn nhìn thực lực của ba người các ngươi. Đơn giản mà nói, này chính là một khảo nghiệm. Hoang tộc ta, chỉ tôn trọng cường giả, hai bằng hữu này của ngươi không được hoang tộc cho phép tự tiện nhập giới, dưới tình huống bình thường mà nói, là phải chết. Bất quá nếu là ngươi mang tới, có thể mở một mặt lưới. Nhưng khảo nghiệm vẫn phải có. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua A Lãnh cùng Dương Diệp. Hoan nghênh hai vị tới hoang giới. A Lãnh khẽ gật đầu, không nói gì. Dương Diệp thì vẫn còn nằm. Thương chủ nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Ngươi và hoang tộc tử thị giao thủ, vốn là chiến đấu công bình, mà ngươi cũng không dùng ngoại vật, có thể nói, là ngươi thắng. Nhưng ta xuất thủ, với ngươi mà nói, không công bằng. Ta nghĩ nghĩ, quyết định đền bù tổn thất thoáng một phát, cho nên cho ngươi nửa canh giờ bồi luyện, nghĩ đến ngươi sẽ có một chút thu hoạch. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Thái tử điện hạ, không phải dễ làm như vậy. Cửa ải phía sau kia, sợ là ba người các ngươi khó có thể vượt qua. Hoang Doanh cười khổ. Đi đến nơi này, chẳng lẽ còn có thể từ bỏ? Thương chủ cười nói. Thái tử điện hạ, không phải quyền lợi, mà là một loại trách nhiệm. Hắn gánh vác trách nhiệm tương lai của hoang tộc ta, cho nên người bình thường là không thể trở thành thái tử điện hạ, người minh bạch ý tứ của ta không? Hoang Doanh lắc đầu. Không quá minh bạch. Thương chủ cười ha ha một tiếng. Được rồi, không nói với các ngươi nữa. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, thương chủ cùng các hoang tộc tử thị trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Dương huynh, không có sao chứ? Dương Diệp mở mắt, nhìn thoáng qua A Lãnh và Hoang Doanh, khẽ lắc đầu. Thương chủ kia chỉ phòng không đánh, bởi vậy hắn ngoại trừ sức cùng lực tận, thì không có bị cái gì tổn thương. Mà cùng tử thị cầm đao chiến đấu bị thương, đã sớm ở dưới hồng mông tử khí chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau đó tiến vào trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, Dương Diệp đi tới trong phòng tu luyện. Hấp thu. Vừa rồi trận chiến ấy, hắn cảm xúc rất nhiều. Lực lượng huyết mạch. Hắn mơ hồ có chút hiểu cái gọi là lực lượng huyết mạch rồi. Bên ngoài hồng mông tháp, An Nam Tĩnh xuất hiện ở vị trí của Dương Diệp. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương, mặt không biểu tình. Sau khi Dương Diệp tiến vào hồng mông tháp vẫn có chút nguy hiểm, thời điểm này, nếu có người ra tay với vị trí không gian của hắn, hắn rất có thể bị đánh trở tay không kịp. An Nam Tĩnh đi ra, hiển nhiên là đang hộ pháp cho hắn. Hoang Doanh và A Lãnh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, không nói gì. An Nam Tĩnh, bọn hắn tự nhiên biết, người trước mắt này là võ thần chi thể. Đặc biệt là A Lãnh, nàng lĩnh giáo qua thực lực của An Nam Tĩnh. Có thể nói, An Nam Tĩnh không kém hơn ba người bọn họ. An Nam Tĩnh không khéo nói chuyện, cũng không nói gì, trong chàng yên tĩnh trở lại. Trong hồng mông tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, giờ phút này hắn một mực đang nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là lực lượng huyết mạch. Lúc trước hắn điên cuồng thi triển phong ma kiếm pháp, lúc ấy hắn không có cảm nhận được cái gì, nhưng trải qua hồi tưởng, hắn phát hiện, huyết mạch của mình tựa hồ đang phát sinh lột xác nào đó. Hơn nữa khi hắn chém hưng phấn nhất, máu của hắn thậm chí có chút sôi trào, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh lại. Sôi trào, huyết dịch sôi trào. Cái này là một điểm Dương Diệp bắt được. Từ khi Dương gia có lịch sử thì có phong ma huyết mạch, bất quá huyết mạch này sẽ để người lâm vào phong ma, mất phương hư lớn, bởi vậy người Dương gia cũng rất ít khi dùng, tăng thêm Dương Diệp vốn không ở Dương gia, bởi vậy làm sao chính thức kích phát lực lượng huyết mạch, tăng lên chính mình, Dương Diệp căn bản không biết. Cha của hắn Dương Vô Địch khẳng định biết, nhưng cha hắn không truyền thụ cho hắn, hơn nữa cha của hắn còn cải thiện phong ma huyết mạch. Cải thiện. Nói là cải thiện, kỳ thật có thể nói là áp chế nhân tố phong ma. Đến chỗ Dương Diệp, theo thực lực tăng của hắn lên, tăng thêm hắn lại lĩnh ngộ phong ma chi ý, có thể nói, hiện tại hắn đã đột phá huyết mạch phụ thân hắn cải thiện, trở về đến phong ma huyết mạch thuần chính nhất của Dương gia rồi. Mà hiện tại hắn phải làm. Là làm sao kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Hắn hiện tại, còn không có chân chính nắm giữ phong ma huyết mạch, chẳng qua là sau khi giải phóng phong ma chi ý, sẽ đạt được một chút xíu lực lượng huyết mạch gia trì, dù như vậy, cũng tăng thực lực của hắn lên rất nhiều.
Thế nhưng làm sao mới chính thức kích phát lực lượng huyết mạch của mình đây? Đối với cái này, Dương Diệp hoàn toàn không có môn đạo, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình tìm tòi. Nhưng mà lục lọi nửa ngày, hắn vẫn không mò ra môn đạo. Người muốn kích phát lực lượng huyết mạch của mình. Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đúng là kiếm kinh kia. Dương Diệp gật đầu. Kiếm kinh nói khẽ. Trận chiến trước kia của ngươi, ta cũng nhìn thấy. Ta tỉ mỉ quan sát qua, ở trong trận chiến ấy, thời điểm thực lực của ngươi mạnh nhất, mạch máu dưới làn da ngươi run lên. Phải nói, máu của ngươi ở trong một khắc kia sôi trào lên, nhưng mà rất nhanh lại yên lặng xuống. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh nói khẽ. Ý tứ của ta là, nếu như ngươi muốn kích phát huyết mạch của mình, khả năng cũng chỉ có chiến, điên cuồng chiến đấu, thời điểm chiến tới trình độ nhất định. Phải nói, thời điểm phong ma đến trình độ nhất định, lực lượng huyết mạch của ngươi mới có thể kích hoạt. Mỗi một loại huyết mạch phương thức kích hoạt rất bất đồng, mà phong ma huyết mạch của ngươi, có thể là cần chiến đấu, chuẩn xác mà nói là cần phong ma. Ngươi càng phong ma, thần trí càng không thanh tỉnh, thì càng có khả năng kích hoạt nó. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp trầm mặc. Phong ma. Càng phong ma, càng không thanh tỉnh mới có thể chân chính kích phát huyết mạch của mình. Hắn giống như đã tìm được một điểm môn đạo. Chiến đấu. Chiến đấu như lúc trước, thoải mái đầm đìa chiến đấu, chỉ có loại chiến đấu này, mới có khả năng kích hoạt huyết mạch của hắn. Lúc này, kiếm kinh lại nói. Bây giờ ngươi đã có dấu hiệu nghịch chuyển huyết mạch, nếu như trước khi ngươi nghịch chuyển huyết mạch, ngươi nắm giữ phong ma huyết mạch này, với ngươi mà nói, chỗ tốt là rất lớn. Hơn nữa, nghịch chuyển huyết mạch cũng không phải sớm chiều có thể hoàn thành. Trong lúc này, nếu như ngươi nắm giữ phong ma huyết mạch, đối với thực lực cá nhân ngươi, cũng là một loại tăng lên rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như có thể ở trước khi nghịch chuyển huyết mạch nắm giữ phong ma huyết mạch, đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ tốt. Đáng tiếc là, chuyện tình nắm giữ huyết mạch không gấp được. Dương Diệp lắc đầu, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hoàng Doanh cười nói. Hiện tại Dương Huynh cảm giác như thế nào? Dương Diệp nói. Rất tốt. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phần cuối, sau đó nói. Hai vị, kế tiếp còn có một cửa ải này, là bọn hắn phản công cuối cùng. Thời điểm này, phàm là ai muốn làm thái tử điện hạ của hoàng tộc ta sẽ không để cho chúng ta đi qua. Này sẽ là một cuộc ác chiến chân chính. Hoàng Doanh huynh sợ không? A Lãnh đột nhiên cười nói. Hoàng Doanh lắc đầu. Ta là muốn nói, mặc kệ kết quả như thế nào, Hoàng Doanh ta rất may mắn vì mình đi ra chuyến này, bởi vì chuyến này, ta nhận thức hai vị. Cũng không phải sĩ diện cãi láo, có lẽ hai vị không biết, ở trong mắt thiên tài hoàng tộc ta, chúng ta chỉ có chính chúng ta, trước kia ở trong cảm nhận của chúng ta, thế giới bên ngoài đều là thế giới cấp thấp. Bên ngoài cái gọi là thiên tài, đều là giám thí. Cho dù là vĩnh hằng quốc độ, chúng ta cũng khinh thường. Nói đến đây, hắn cười khổ. Nhận thức hai vị, ta mới phát hiện, ý tưởng của ta ngu ngốc buồn cười biết bao. Làm người, thật sự không thể tự tin mù quáng tự đại. Dương Diệp và A Lãnh trầm mặc. Kỳ thật, ở trong lòng hai người bọn họ, tương tự có ý nghĩ như vậy. Lúc trước, Dương Diệp cảm thấy một đời tuổi trẻ có thể sánh vai với hắn, chỉ có An Nam Tĩnh, nhưng mấy vị thế tử hoang tộc này, một chút cũng không yếu hơn hắn. Còn có A Lãnh, nữ tử này đến từ Vĩnh Hằng quốc độ, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, điệu thấp làm người, cao điều làm việc. Mặc kệ đến trình độ nào, tùy thời bảo trì tâm khiêm tốn là không có chỗ xấu. Ba người nhìn nhau cười cười, tiếp tục đi tới. Ba người bay qua một dãy núi, dưới núi cao. Là một thảo nguyên mênh mông bát ngát, cuối thảo nguyên, mơ hồ có thể thấy được từng kiến trúc hùng vĩ huyền không. Hoang tộc. Cuối thảo nguyên, là hoang tộc chân chính rồi. Hoang tộc đã từng thiếu chút nữa để cho Vĩnh Hằng quốc độ thần phục. Hoang Doanh chỉ xa xa. Hai vị, nơi đó chính là hoang thành của hoang tộc ta. Dương Diệp nói khẽ. Chờ một chút sẽ đi dạo. A Lãnh nhẹ gật đầu. Có thể. Dạo chơi. Hoàng Doanh cười ha ha một tiếng, tiếng cười trực thấu thiên địa, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía xa xa. Chư vị tộc huynh, có bản lĩnh gì sử dụng ra hết đi. Nói xong, ba người đi về phía hoang thành.
Ngay lúc này, một lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nhìn thấy người này, thần sắc của Hoang Doanh lập tức trầm xuống. Thần sắc của Dương Diệp và A Lãnh cũng ngưng trọng lên. Vị lão giả trước mắt này, cũng không phải tứ giới, mà là ngũ giới, cường giả ngũ giới chân chính. Hoang Doanh trầm giọng nói. Nhân tôn trưởng lão, người muốn đích thân xuất thủ sao? Lão giả lạnh nhạt nói. Không được sao? Hoang Doanh cười nói. Tự nhiên có thể, bất quá tộc trưởng đã từng nói, cường giả ngũ giới không được nhúng tay công việc trong tộc. Lúc này, khí tức của lão giả kia đột nhiên biến yếu, càng ngày càng yếu, rất nhanh, khí tức của hắn đã không phải là cường giả ngũ giới, mà là tứ giới đỉnh phong. Áp chế. Nhân tôn trưởng lão này cứng rắn áp chế cảnh giới của mình từ ngũ giới về tứ giới. Lão giả nhìn về phía Hoang Doanh. Bây giờ có thể rồi chứ? Hoang Doanh nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói. Vô sỉ. Khóe miệng lão giả mang theo mỉa mai. Người miệng lưỡi lợi hại, ở trong mắt ta, chính là một phế vật. Một tên phế vật, làm sao có thể làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta? Hắn không phải miệng lưỡi lợi hại. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi chính là vô sỉ, vô liêm sỉ chân chính. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp, tay phải vung lên. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra, cỗ lực lượng này như rời núi lấp biển đánh về phía Dương Diệp. Tiện tay một kích, lại không hề yếu hơn một kích toàn lực của hoang tộc tử thị kia. Lão quái vật chân chính. Dương Diệp không sợ chút nào, bước ra một bước, hai tay nắm kiếm sát bổ một cái. Xuy. Một kiếm rơi xuống, không gian xuất hiện từng vết nứt. Một kiếm này, cứng rắn chém lực lượng của lão giả kia thành hư vô. Bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại mấy trượng. Cường giả ngũ giới. Mặc dù bây giờ lão giả này là tứ giới, nhưng ai sẽ coi hắn là tứ giới? Xa xa, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Xác thực có tài, bất quá, còn chưa đủ. Nói xong, lão giả đột nhiên biến mất, thoáng qua, một nắm đấm thẳng đến đầu Dương Diệp. Ra tay cực nhanh, hoàn toàn không phải cường giả tứ giới nên có. Cho dù là mấy hoang tộc tử thị kia, tốc độ cũng còn kém lão giả này rất xa. Một quyền. Đơn giản, trực tiếp. Thời điểm lão giả biến mất, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn căn bản không dám lưu thủ, hai tay nắm kiếm sát chém xuống. Kiếm vực. Ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, không gian bị cắt nát ra. Kỳ thật, dùng lực lượng của Dương Diệp là không cách nào mở ra không gian nơi đây. Nhưng kiếm trong tay của hắn lại bất đồng, đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Đệ Nhất Kiếm. Một kiếm này bổ vào trên nắm tay lão giả kia, nhưng cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Đối diện Dương Diệp, lão giả bật cười. Kiếm không tệ, đáng tiếc, người quá yếu. Đến, lại tiếp lão phu một quyền. Nói xong, lão giả bước ra một bước, cách không đấm ra một quyền. Xa xa, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài lần nữa. Trên không trung, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt cắm xuống, kiếm nhập không gian hơn tấc, cứng rắn để hắn ngừng lại. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Sát ý, ở trong mắt lão phu, ngươi chính là chê cười. Nói xong, lão giả muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp nhe răng cười. Một kiếm. Một kiếm bại ngươi. Nói xong, một cỗ hồng mang màu đỏ từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Phong ma chi ý. Cùng lúc đó, một đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Ác linh tử dực. Một kiếm. Mặc dù bây giờ lão giả là tứ giới, nhưng hắn là tứ giới bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Giờ phút này thực lực của lão giả, căn bản không thể dùng tứ giới để cân nhắc. Dương Diệp nói một kiếm bại lão giả, ở trong mắt lão giả, này chính là một chê. Cười. Khóe miệng lão giả nổi lên mỉa mai, muốn lan ra, bất quá rất nhanh, khóe miệng hắn đọng lại. Bởi vì ở sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một đôi cánh màu đen. Dương Diệp căn bản không có cho lão giả quá nhiều thời gian suy nghĩ, một tia kiếm quang lóe lên, xùy. Trong chàng có đồ vật gì đó bị xé nứt, cùng lúc đó. Cả người lão giả kia cong lại lui về phía sau trọn vẹn mấy ngàn trượng. Trong sân, A Lãnh cùng Hoang Doanh ngây ngẩn là người. Mạnh như vậy,
không thể không nói, một kiếm này của Dương Diệp làm cho A Lãnh và Hoang Doanh chấn động. Một kiếm kia, bất kể là uy lực hay tốc độ, so với trước đó đều mạnh hơn ít nhất nhiều cấp bậc. Cũng chính vì vậy, cho dù là lão giả kia, cũng không thể tránh được kiếm của Dương Diệp, bị Dương Diệp bổ ra ngoài. Bất quá, lão giả kia chưa ắt chết. Mặc dù không chết, nhưng từ trên trán đến bụng, có một vết kiếm cực kỳ sâu. Có thể nói, nếu như lúc trước lão giả hơi chậm một chút xíu, thân thể của hắn liền không giữ được. Bởi vì một kiếm kia, sẽ trực tiếp chém hắn thành hai khúc. Phải biết, thanh kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm sát. Đừng nói ngũ giới, coi như cường giả trên ngũ giới bị nó bổ trúng, cũng phải máu phun ba xích. Lão giả lau máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, trên mặt lão giả dữ tợn không nói ra được. Hắn, đường đường cường giả ngũ giới, vậy mà thiếu chút nữa bị một con sâu cái kiến từ bên ngoài tới một kiếm miểu sát. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Hai kiện siêu thần khí, không thể không nói, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Bất quá ngươi bây giờ, huyền khí trong cơ thể hẳn đã tiêu hao sạch sẽ, ta nói đúng không? Xa xa, thân thể Dương Diệp không ngừng rung động, hai tay hắn nắm kiếm, cả người đã lâm vào trạng thái phong ma. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn không có ra tay. Lão giả bật cười một tiếng, thân hình run lên, vọt về phía Dương Diệp. Siêu thần khí, không phải dễ dùng như vậy, thực lực của Dương Diệp, căn bản không đủ để vận dụng siêu thần khí, huống chi còn là hai kiếm. Bởi vậy lão giả kết luận Dương Diệp không cách nào động thủ được nữa. A Lãnh và Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm, hai cỗ khí tức cường đại bắn về phía lão giả kia. Chứng kiến A Lãnh và Hoang Doanh ra tay, lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay chúi xuống. Rầm rầm, theo hai tiếng nổ vang, A Lãnh cùng Hoang Doanh bị chấn bay ra ngoài, nhưng ngay lúc này, đồng tử của lão giả kia bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn lại thấy được một đạo kiếm quang. Cùng đạo kiếm quang vừa rồi kia giống nhau như đúc. Đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến cho dù là hắn cũng không cách nào trốn tránh. Xuy, lão giả kia lần nữa té bay ra ngoài, lúc này đây, trọn vẹn bay vạn trượng. Lão giả vừa rơi xuống đất, song trưởng trực tiếp nổ bể ra, cùng lúc đó, nhục thể của hắn từng khúc văng tung tóe, máu tươi bắn khắp nơi. Cảm nhận được một màn này, trong nội tâm lão giả hoảng hốt, giờ khắc này, hắn cũng bất chấp tất cả. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra, trong chốc lát, không gian chấn động kịch liệt lên. Ngũ giới. Ở thời khắc mấu chốt này, lão giả không dám sơ ý, khôi phục về ngũ giới, lúc đạt tới ngũ giới, lão giả cưỡng ép chân áp lại kiếm quang của Dương Diệp lưu ở trên người hắn. Mà thân thể hầu như đập nát cũng coi như giữ lại được. Ngũ giới. Khi lão giả khôi phục thực lực ngũ giới, hắn nhìn về phía ba người Dương Diệp. Trong mắt, không che giấu sát ý chút nào. Đúng lúc này, một lão giả tay cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Nhìn thấy người tới, trong lòng Hoang Doanh vui vẻ, vội vàng nói. Thiên tôn trưởng lão. Hoang tộc có ba đại tôn trưởng lão, là thiên tôn trưởng lão, địa tôn trưởng lão, nhân tôn trưởng lão. Địa tôn cùng nhân tôn không đứng bên hắn, nhưng thiên tôn đứng ở bên hắn. Bởi vì thiên tôn và Hoang Doanh hắn là cùng thuộc về một mạch. Thiên tôn nhìn thoáng qua nhân tôn trưởng lão, lạnh nhạt nói. Phá hư quy củ rồi. Thần sắc của nhân tôn cực kỳ khó coi. Cường giả ngũ giới không thể ra tay, nhưng tứ giới có thể. Mà bây giờ, nhân tôn đã khôi phục ngũ giới. Nghiêm chỉnh mà nói, là phá hư quy củ rồi. Bởi vì nếu như hắn không khôi phục lại ngũ giới, vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, có thể hủy diệt nhục thể của hắn. Một khi thân thể bị siêu thần khí phá hủy, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tình cực kỳ đáng sợ. Không tính là phá quy củ. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở bên cạnh nhân tôn. Người đến đúng là địa tôn. Cũng là người trẻ tuổi nhất. Nhìn thấy người tới, thân sắc của Hoang Doanh trầm xuống. Hiển nhiên địa tôn một mực không tỏ thái độ cũng không đứng ở bên hắn. Cách đó không xa, địa tôn cười nói. Thiên tôn trưởng lão, tộc trưởng đã từng nói qua. Ngũ giới không được nhúng tay sự tình bổn tộc, cũng không thể ra tay với tộc nhân. Thế nhưng, nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, cười nói.
Theo ta được biết, người trước mắt này, không phải người bản tộc. Giờ phút này, Dương Diệp đã khôi phục thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh, tự nhiên là bởi vì Tiểu Bạch cùng An Nam tính. Dương Diệp nhìn thoáng qua địa tôn kia, không nói gì. Nghe được lời của địa tôn, nhân tôn ngây cả người, sau đó cười nói. Đúng vậy, người này không phải người hoang tộc ta, ta ra tay với hắn, sao tính làm hư quy củ. Nghe vậy, thiên tôn nhíu mày. Lúc này, Hoàng Doanh đi tới bên cạnh thiên tôn nói. Lão tổ, Dương Diệp này, chính là bằng hữu ta làm quen, lần này cùng ta quay về hoang tộc, là tín nhiệm ta, kính xin lão tổ. Thiên tộc lắc đầu. Ta không bảo vệ được hắn. Địa tôn cùng nhân tôn liên thủ, hắn căn bản không bảo vệ được Dương Diệp. Không phải không muốn bảo vệ, mà là không bảo vệ được. Cái này là ý tứ của thiên tôn, nghe vậy, thần sắc của Hoàng Doanh có chút khó coi. Không bảo vệ được. Hoàng Doanh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp im lặng không nói. Mọi người không biết, ngay lúc này, ở sâu dưới lòng đất, trong đại điện, một trung niên không tay không chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, qua một chút, trung niên mỉm cười. Hoàng tộc, rất lợi hại sao? Hoang tộc, tay trái Dương Diệp nắm kiếm, tuy bị hai cường giả ngũ giới nhằm vào, nhưng thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh. Chết! Dương Diệp không sợ chút nào. Hơn nữa ở trong mắt của hắn, cho dù chết, cũng không thể chết uất ức. Dương Diệp hắn, kiếm của hắn, xưa nay sẽ không uất ức. Nhân tôn kia đã chờ không được, muốn ra tay, đúng lúc này, Hoàng Doanh đột nhiên nói. Chậm đã! Mọi người nhìn về phía Hoàng Doanh. Hoàng Doanh đi tới trước mặt nhân tôn và địa tôn. Hai vị thật sự muốn ra tay. Nhân tôn bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là nói giỡn với ngươi. Hai mắt Hoàng Doanh chậm rãi đóng lại. Sau một lúc lâu, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong bàn tay là một ngọc bài màu vàng. Nhìn thấy ngọc bài, địa tôn và nhân tôn nhíu mày. Hoàng Doanh nhìn lệnh bài trong tay nói. Hoàng hành lệnh, thời điểm ta 24 tuổi, ở trong gia tộc đại tái đoạt được. Thứ này có một đặc quyền, chính là có thể để cho một cường giả ngũ giới trong gia tộc tương trợ. Sắc mặt nhân tôn có chút khó coi. Hoàng hành lệnh này, kỳ thật chính là một chế độ ban thưởng của gia tộc, là vì ban thưởng những điện hạ đặc biệt ưu tú của hoàng tộc. Năm đó hắn cũng có một tấm, bất quá sau đó không lâu liền dùng. Thời điểm chưa vào ngũ giới, được một cường giả ngũ giới trợ giúp, với bọn hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Hắn thật không ngờ. Hoàng Doanh này nhiều năm như vậy còn chưa sử dụng, giữ lại cho tới bây giờ. Ngay lúc này, địa tôn đột nhiên cười nói. Người tựa hồ quên mất, gia tộc không cho phép cường giả ngũ giới nội đấu. Nội đấu? Bây giờ đám người Hoàng Doanh tranh đấu, ở hoàng tộc xem ra, đó là trò đùa trẻ con, là rèn luyện người. Nhưng nếu như hoàng tộc ngay cả cường giả ngũ giới cũng nội đấu mà nói, vậy thì không phải trò đùa trẻ con, mà là hao tổn rồi. Bởi vậy, một khi đạt tới ngũ giới, sẽ không thể tham gia sự tình gia tộc, rời xa biên giới quyền lợi, càng không thể nội đấu lẫn nhau. Không người nào dám vi phạm, năm đó có người vi phạm, vì vậy người nọ đến bây giờ còn bị giam giữ. Có thể nói, nếu như không phải lúc này hoang tộc sắp xuất hiện thái tử điện hạ, bọn hắn căn bản là sẽ không đi ra. Nội đấu. Hoàng Doanh cười nói. Ta đương nhiên biết cường giả ngũ giới của hoang tộc ta không cho phép nội đấu. Bất quá nếu như ta chỉ nhờ thiên tôn lão tổ cùng một trưởng lão khác hộ tống bằng hữu ta ly khai hoang tộc thì sao? Nếu như các ngươi ra tay, đó chính là các ngươi muốn nội đấu. Hai mắt địa tôn híp lại. Một hoang hành lệnh, chỉ có thể để một cường giả ngũ giới làm một chuyện, nếu như ngươi làm như thế, đợi tí nữa ta và nhân tôn áp chế cảnh giới, khi đó Hoàng Doanh ngươi phải chết ở chỗ này. Hoàng Doanh cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh. Hoang thành ta không có biện pháp dẫn ngươi đi dạo. Bảo trọng. Nói xong, hắn giơ hoang hành lệnh lên, đang muốn nói, lúc này thiên tôn đột nhiên nói. Thật muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi Hoang Doanh dùng hoang hành lệnh, lại không phải giúp đỡ mình, như vậy thì đồng nghĩa với, con đường của Hoang Doanh đi đến cuối. Bởi vì hắn không thể đỡ nổi hai người. Hoang Doanh cười nói. Vì mình mà hy sinh huynh đệ, ta thật sự làm không được. Thấy chết mà không cứu, ta càng làm không được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Nguyên bản ngũ hành lệnh này, là át chủ bài của ta, chuẩn bị vào thời điểm mấu chốt dùng, giúp chúng ta vượt qua một cửa.
nhưng ta không nghĩ tới, ba đại tôn giả của hoang tộc ta, có hai vị đã đứng ở phía đối lập. Thiên ý trêu người, Dương huynh, bảo trọng. Nói xong, Hoang Doanh trực tiếp bóp nát Hoang Hành Lệnh. Xuy. Hoang Hành Lệnh hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, cùng lúc đó, thanh âm của Hoang Doanh vang lên. Thương chủ, ta cần ngươi giúp một lần. Nói xong, thương chủ trước đó đã biến mất xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh. Hoang Doanh nhìn thương chủ thi lễ. Kính xin thương chủ hộ tống hai bằng hữu ta ly khai hoang giới. Ly khai hoang giới, chỉ cần ly khai hoang giới, coi như là địa tôn cùng nhân tôn cũng không dám lại đi gây phiền toái cho Dương Diệp. Ở bên ngoài, bọn hắn không thể khôi phục ngũ giới. Hơn nữa bên ngoài còn có cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thương chủ nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó cười nói. Chúc mừng, người hợp cách. Một bên, địa tôn nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Không phải thế hệ lang tâm cẩu phế, ta không có ý kiến. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Nhân tôn thì nhìn thoáng qua Hoang Doanh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đối với cường địch không nhút nhát, đối mặt tử vong mà không kinh, là nam tử. Hoan nghênh đến hoang tộc. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Mấy người đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoang tộc đến cùng đang làm cái gì? Ba người Dương Diệp nhìn về phía thương chủ cười nói. Vẫn là một khảo nghiệm về nhân phẩm. Nhân phẩm. Hoang Doanh nhíu mày. Thương chủ cười nói, làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta, không chỉ cần thực lực cường đại, còn cần nhân phẩm. Có phải cảm thấy có chút buồn cười hay không? Dương Diệp gật đầu. Xác thực. Tin Hương chủ cười ha ha một tiếng, lại nói. Quyền lợi, thái tử điện hạ của hoang tộc có quyền lợi rất lớn, mà quyền lợi, là hoang tộc cho thái tử điện hạ dùng để phục vụ hoang tộc, mà Khôn Xê Dê phải phục vụ tư dục của hắn. Chúng ta là muốn nhìn cửu điện hạ ở giữa bằng hữu và vị trí thái tử điện hạ sẽ lựa chọn thế nào. Dương Diệp nói, nếu như hắn lựa chọn vị trí thái cơ tử điện hạ thì sao? Thương chủ cười nói, hai người các ngươi sẽ chết, này không phải là đùa. Dương Diệp nhíu mày, thương chủ lại nói, đương nhiên, chết còn có Hoang Doanh hắn. Hoang tộc chúng ta, có cạnh tranh, nhưng cạnh tranh không có nghĩa là cần vô tình vô nghĩa. Một người vô tình vô nghĩa, chỉ thích hợp làm chiến tướng, mà không thích hợp làm vương giả của hoang tộc ta. Còn nữa, người ngay cả bằng hữu của mình cũng bán đứng, ai biết ngày sau hắn có thể ngay cả gia tộc của mình cũng bán hay không? Ngươi nói đúng không? Vô tình vô nghĩa. Dương Diệp nhìn thoáng qua thương chủ, không nói gì, hoang tộc này không giống hắn tưởng tượng. Thương chủ nhìn về phía Hoang Doanh. Đương nhiên, cuối cùng ngươi có thành thái tử điện hạ hay không? Còn phải xem tộc trưởng quyết định. Phải biết, còn có một người thực lực và thiên phú ở trên ngươi. Hai người bọn họ. Hoang Doanh hỏi. Dĩ nhiên là chỉ Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ. Thương chủ lắc đầu. Không phải, mà là một gia hỏa ẩn núp cực kỳ sâu, nếu như không phải tộc trưởng, coi như là ta, sợ là cũng bị hắn lừa gạt. Ngươi đợi tí nữa sẽ biết. Đi thôi. Nói xong, thương chủ quay người rời đi. Tại chỗ. Ba người Dương Diệp nhìn nhau, Hoang Doanh cười nói. Hai vị, ta mang bọn ngươi dạo chơi hoang thành. Nói xong, Hoang Doanh cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía xa. Sau lưng Hà Ông Doanh, A Lãnh đột nhiên nói. Hoang tộc, không tầm thường. Dương Diệp gật đầu. A Lãnh cô nương, ngươi ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi cảm thấy bên kia cùng bên này như thế nào? A Lãnh nói khẽ. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đã không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ năm đó. Vô số năm qua, bọn hắn một mực chuẩn bị chiến tranh. Một mực chuẩn bị chiến tranh. Dương Diệp khó hiểu. A Lãnh gật đầu. Năm đó hoang tộc rút đi, người Vĩnh Hằng Quốc Độ biết, hoang tộc sớm muộn sẽ có một ngày trở lại. Từ lúc đó bắt đầu, Vĩnh Hằng Quốc Độ đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, có một chỗ tên Vĩnh Hằng Chiến Giới. Mỗi một năm, Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện thiên tài. Chỉ cần hợp cách, đều sẽ bị điều đến Vĩnh Hằng Chiến Giới. Ở đó, bọn hắn có tài nguyên dùng không hết, có cường giả đỉnh phong của Vĩnh Hằng Quốc Độ tự mình dạy bảo. Nếu như không phải ra chút ngoài ý muốn, ta cũng tiến vào chiến giới kia. Dương Diệp nói khẽ. Nếu như đánh nhau, là một trận ác chiến, đúng không? A Lãnh nói. Tai nạn của vạn giới. Tai nạn của vạn giới. Giờ phút này,
hai người dường như đã thấy cảnh tượng vạn giới nghiền nát, vô số sinh linh chết thảm. Rất nhanh, hai người theo Hoang Doanh tới dưới chân Hoang Thành. Hoang Thành treo lơ lửng ở giữa không trung, cũng không lớn, phải nói rất bình thường, cực kỳ thông thường. Hoang Doanh cười nói, tổ tiên từng nói qua, nếu người hoang tộc ta không mạnh, coi như là dùng siêu thần khí chế tạo một tòa thành cũng vô dụng. Mà nếu như người hoang tộc ta mạnh, coi như dùng gỗ xây thành, thì có ai dám tới xâm phạm. Hoang đế, Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, không thể không nói, sở dĩ hoang tộc mạnh mẽ như vậy, vẫn là có nguyên nhân. Ba người bay lên trời, rất nhanh, ba người tiến vào trong hoang thành. Bình thường, này chính là một thành thị cực kỳ bình thường, cùng thành thị khác không có gì khác nhau. Trong thành, có người bình thường, cũng có huyền giả, có yếu có mạnh. Bất đồng duy nhất là, bầu không khí trong thành không giống thành khác. Không khí nơi này rất sung sướng, rất ít lệ khí. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Ba người đi trên đường, thỉnh thoảng có người nhìn Hoang Doanh gật đầu, mà Hoang Doanh cũng nhất nhất hoàn lễ. Mà có ít người mặc dù đang dò xét hắn và A Lãnh, nhưng đều không có địch ý, chỉ có hiếu kỳ. Trên đường, Hoang Doanh nói khẽ. Ở hoang tộc ta, hết thảy ngang hàng. Hết thảy ngang hàng. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh nói khẽ. Tộc trưởng từng nói, người lấy mạnh hiếp yếu, thật ra chính là kẻ yếu. Bởi vì cường giả chân chính sẽ không khi dễ người yếu, bọn hắn chỉ sẽ đi tìm cường giả, đánh cường giả mạnh hơn bọn hắn. Chỉ có kẻ yếu, mới sẽ đi dùng khi dễ kẻ yếu mà cầu được khoái cảm trong lòng. Đã từng có một vị điện hạ hoang tộc, ỷ vào cha mình là trưởng lão hoang tộc, ở trong thành làm mưa làm gió, hắn giết một người. Các ngươi biết kết quả cuối cùng như thế nào không? Dương Diệp và A Lãnh nhìn Hoang Doanh, chờ hắn nói. Hoang Doanh cười nói. Ngay lúc ấy, tộc trưởng đang bế quan, vị thái tử điện hạ trưởng quản hoang tộc ta bởi vì muốn lôi kéo phụ thân của vị điện hạ hoang tộc kia, lựa chọn mắt nhắm mắt mở, mà kết quả sau cùng là, vị điện hạ hoang tộc kia càng ngang ngược kiêu ngạo. Ở trong thành tùy ý làm bậy, rốt cuộc. Vô số con dân hoang tộc đi chỗ tộc trưởng bế quan quỳ xuống cầu tộc trưởng chủ trì công đạo. Cuối cùng tộc trưởng xuất quan. Hắn làm như thế nào? A Lãnh hỏi. Hoang Doanh nói khẽ. Vị điện hạ hoang tộc kia cùng thái tử điện hạ bị phong ấn tu vi, trở thành một người bình thường chân chính. Hai người bị giáng chức đến trong thành mưu sinh, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này, sợ là chỉ có bọn hắn mới có thể nhận thức. Kết quả cuối cùng là... Vị điện hạ hoang tộc kia chịu không được loại chênh lệch to lớn này, tự sát. Hắn tự sát ở trước cửa thành, mà hắn, bị hoang tộc ta coi là sỉ nhục. Tên còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh cười nói. Tên còn lại, trải qua mười mấy năm sau, người nọ nghịch chuyển. Hắn đi ra con đường của mình, phải nói, hắn chính thức nhận ra đạo của mình, vì vậy tự hắn phá hủy tộc trưởng phong ấn, trở thành chí cường giả của hoang tộc ta. Người nọ. Các ngươi nhận thức. Nhận thức. Dương Diệp và A Lãnh nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói. Chính là thương chủ. Thương chủ. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện bộ dáng của trung niên kia. Lúc này Hoang Doanh lại nói. Từ đó về sau, hoang tộc ta không người nào dám ở trong thành tùy ý làm bậy. Cường giả tùy hứng, nhưng ở hoang tộc ta không tồn tại. Còn có một điểm, chính là tài nguyên, tất cả tài nguyên của hoang tộc ta. Cởi mở với tất cả mọi người, đương nhiên là có yêu cầu, chính là phải tranh thủ, ví dụ như điện hạ đời này, tất cả mọi người có thể tranh thủ, cho dù là một con dân hoang tộc bình thường, cũng có thể tới tranh thủ, A Lãnh nói khẽ. Khó trách năm đó Vĩnh Hằng quốc độ thua hoang tộc ngươi. Năm đó Vĩnh Hằng quốc độ vì tư lợi, bành trướng, coi trời bằng vung, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ, vạn giới còn lại đều là thế giới cấp thấp, người vạn giới là sinh mệnh hạ đẳng. Sau đỉnh phong, thường thường chính là suy sụp, thịnh cực mà suy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Hoang Doanh. Năm đó nếu như không phải các ngươi lạm sát linh vật, có lẽ các ngươi thành công rồi. Hoang Doanh cười khổ. Lạm sát linh vật, đây không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn nhất của hoang tộc. Linh tổ. Lực thu hút của một vị linh tổ, thật sự là quá kinh khủng. Nghĩ vậy, Hoang Doanh nhìn không được nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trên người gia hỏa này, là có một vị linh tổ. Rất nhanh, ba người ngừng lại. Trước mặt ba người, là một gian đại điện. Hoang điện. Ở cửa hoang điện đứng hai người,
đúng là Hoang Thiên Hành đã khôi phục thân thể và hoang dạ. Hoang Doanh đi tới, cười nói. Còn muốn tới sao? Hoang Dạ lạnh nhạt nói. Chúc mừng, chúc mừng. Lời vừa nói ra, chính là nhận thua. Tuy sau lưng song phương đều có người, nhưng chính thức vẫn là dựa vào bọn hắn. Bởi vì người sau lưng bọn họ, là không thể nào nội đấu. Cường giả ngũ giới, không được nội đấu. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Hoang Dạ cùng Hoang Thiên Hành, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cung điện kia, thời điểm ba người muốn đi vào đại điện, một giọng nói đột nhiên ở sau lưng ba người vang lên. Chậm đã! Ba người quay đầu. Tại đó, đứng một nữ tử. Một nữ tử mặc gia thú, tuổi không lớn lắm, chỉ 18-9 tuổi, nhưng nhìn rất thành thục. Thân sắc của nữ tử lạnh như băng, mặt không biểu tình. Thấy nữ tử này, đám người Hoang Doanh đều nhíu mày, bởi vì bọn họ không nhận ra người này. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi muốn làm thái tử điện hạ. Hoang Doanh gật đầu. Ngươi là ai? Tay phải nữ tử chậm rãi nắm lại. Hoang Thương Nguyệt. Hoang Thương Nguyệt. Hoang Doanh ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoang Dạ. Hoang Dạ trầm giọng nói. Mang chữ thương, hẳn là dòng dõi của thương chủ. Hoang tộc có tất cả cửu mạch này, là huyết mạch thuần chính nhất của hoang tộc, người còn lại chỉ có thể coi là con dân hoang tộc, mặc dù có huyết mạch hoang tộc, nhưng lại rất ít ỏi, đương nhiên, nếu như có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch, vậy thì lại khác. Hoang Doanh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử. Có việc gì sao? Nữ tử lạnh nhạt nói. Không có việc gì, chỉ muốn nhìn ngươi có tư cách gì làm thái tử điện hạ của hoang tộc ta mà thôi. Nói xong, nữ tử đột nhiên ra tay. Nắm đấm. Một quyền. Nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh, sau đó một quyền đánh về phía Hoang Doanh. Nhìn thấy một quyền này, thần sắc mọi người đều thay đổi. Sắc mặt Hoang Doanh đại biến, hắn oanh ra một chưởng, trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng cuồn cuộn chấn động ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, trong mắt mọi người, cả người Hoang Doanh bay thẳng về sau mấy ngàn trượng. Đúng lúc này, Hoang Thương Nguyệt lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Hoang Doanh, bất quá lúc này đây, quả đấm của nàng không có đánh về phía Hoang Doanh, mà là đánh về phía bên phải đầu Hoang Doanh. Ầm. Một quyền rơi xuống, vùng không gian kia lập tức sụp đổ mai một. Mọi người ngây người. Không gian ở đây, có thể nói dùng thực lực của bọn hắn, nếu như không có siêu thần khí, căn bản không phá được. Nhưng Hoang Thương Nguyệt này một quyền liền đánh bể. Lực lượng này khủng bố đến trình độ nào? Man hoang chi thể. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của kiếm kinh. Cùng võ thần chi thể của An cô nương nổi danh. Lúc này, Hoang Thương Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Để cho nữ nhân võ thần chi thể kia đi ra, ta muốn nhìn, rốt cuộc là võ thần chi thể của nàng lợi hại, hay man hoang chi thể của ta lợi hại. Dương Diệp còn không nói chuyện, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. An Nam Tĩnh nhìn Hoang Thương Nguyệt, thần sắc bình tĩnh. Không muốn đánh với ngươi. Vì sao? Hoang Thương Nguyệt cười lạnh. Sợ sao? An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói. Ta sợ đánh chết ngươi. Dương Diệp. Ta sợ đánh chết ngươi. Mặt Dương Diệp đen lại, nói chuyện không thể uyển chuyển một chút sao. Như vậy rất dễ dàng gây hận a. Quả thật không sai, An Nam Tĩnh vừa nói xong, xa xa thần sắc của Hoang Thương Nguyệt lập tức băng lạnh xuống, sau một khắc, nàng tung người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Quyền ra. Một quyền này, dễ như trở bàn tay đánh nứt không gian chung quanh. Lúc này, tay An Nam Tĩnh đột nhiên triển khai. Một thương ra. Một thương cường đại, tự tin, ở trong một phát này, mọi người cảm nhận được một cỗ tự tin mạnh mẽ, tự tin vô địch, tự tin một thương bại địch. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Hoang Thương Nguyệt bị chấn đến hơn trăm trượng. Hoang Thương Nguyệt vừa dừng lại, toàn bộ tay của nàng nổ bể ra, hóa thành một vũng máu loãng. Cùng lúc đó, đất đai dưới chân tầng tầng rạn nứt. Tất cả mọi người khiếp sợ. An Nam Tĩnh này mạnh mẽ như vậy. Kể cả Dương Diệp cũng hơi khiếp sợ. Mặc dù hắn không có giao thủ với An Nam Tĩnh, nhưng mà hắn biết, An Nam Tĩnh rất mạnh, bất quá hắn không ngờ An Nam Tĩnh mạnh như thế. An Nam Tĩnh tay cầm trường thương đứng tại chỗ, nàng nhìn thoáng qua Hoang Thương Nguyệt. Chưa đủ kinh nghiệm. Nói xong, nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Chưa đủ kinh nghiệm. Dương Diệp lắc đầu,
kỳ thật trong chàng sợ là chỉ có hắn mới hiểu được ý tứ của An Nam Tĩnh, ý tứ của An Nam Tĩnh là Hoang Thương Nguyệt quá trẻ, mà không phải xem thường Hoang Thương Nguyệt. Nếu như xem thường, dùng tính cách của An Nam Tĩnh, một câu cũng sẽ không nói nhiều. Như An Nam Tĩnh nói, Hoang Thương Nguyệt này so với hắn và An Nam Tĩnh, xác thực trẻ hơn một chút. Hơn nữa An Nam Tĩnh không chỉ có Vũ Tổ Vũ Nghịch tự mình chỉ dạy, còn có trung niên thần bí kia. Ba người này, đều không phải người bình thường. Xa xa, thần sắc của Hoang Thương Nguyệt có chút dữ tợn, hiển nhiên, nàng cho rằng An Nam Tĩnh đang vũ nhục nàng, lập tức tung người nhảy vọt về phía Dương Diệp. Lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rung động kịch liệt. Nhìn thấy Hoang Thương Nguyệt ra tay, Dương Diệp nhíu mày. Ngay lúc này, một cỗ khí tức cường đại đặt ở trên người Hoang Thương Nguyệt, cỗ khí tức này cứng rắn chấn áp Hoang Thương Nguyệt ngay tại chỗ. Ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một trung niên, đúng là Thương Chủ. Thương Chủ đi tới trước mặt Hoang Thương Nguyệt. Thua không nổi. Hoang Thương Nguyệt gần giọng nói. Ta không có thua, ta. Câm miệng. Thương Chủ quát, không giận mà uy. Hoang Thương Nguyệt nhìn thoáng qua Thương Chủ, không dám phản bác. Thương Chủ lạnh nhạt nói. Ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, muốn một tiếng hót làm nên kinh người, ta có thể lý giải. Người nha, đều muốn được người ngưỡng mộ, đều muốn được người tôn kính. Nhưng nếu như quá cố chấp điểm ấy, sẽ hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt Hoang Thương Nguyệt âm trầm, không nói gì. Thương Chủ lắc đầu thở dài. Trời cao cho ngươi một thể chất tốt, ngươi lại không hiểu quý trọng. Hoang Thương Nguyệt nhìn Thương Chủ. Thương Chủ, ta không phục. Vì sao ngươi khẳng định ta không địch lại nữ nhân kia? Chỉ bằng vừa rồi ta tạm lạc hạ phong. Thương Chủ lắc đầu. Vị cô nương kia và ngươi, tựa như đại nhân và tiểu hài tử, nàng nói không sai, ngươi có chút non. Hoang Thương Nguyệt gắt gao nhìn Thương Chủ. Ta muốn cùng nàng lại chiến một lần, nếu như ta thua, mặc cho nàng xử trí. Thương Chủ trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu có thể để cho An cô nương ra chiến một lần hay không? Tính Thương Chủ ta thiếu nợ hai người các ngươi một nhân tình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thương Chủ, hiển nhiên, Thương Chủ là muốn giúp Hoang Thương Nguyệt khai khiếu. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhân tình này, hắn nhẹ gật đầu, rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, thần sắc của Hoang Thương Nguyệt lập tức hung lệ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Hoang Thương Nguyệt. Ra tay! Mọi người chung quanh nhao nhao lui về phía sau, dọn ra không gian cho hai người. Hai tay Hoang Thương Nguyệt chậm rãi nắm lại. Răng rắc. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ ra. Lực lượng. Man hoang chi lực. Loại thể chất như man hoang chi thể này, mang theo một loại lực lượng, chính là man hoang chi lực, lực lượng bẩm sinh, loại lực lượng này, còn kinh khủng hơn viễn cổ đại yêu rất nhiều. Không thể phủ nhận, nhiều khi không có cái gọi là công bình, có ít người. Hắn sinh ra đã được trời ưu ái. Trong thân thể của Hoang Thương Nguyệt, vô số man hoang chi lực tụ tập, loại lực lượng này tụ tập, giống như núi lửa muốn bộc phát, còn chưa ra tay, chỉ là uy áp đã làm người ta có chút không thở nổi. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Nhị Nha ngồi ở trên phi thăng đài, nàng ngưỡng đầu nhìn về chân trời, trong miệng liếm láp sâu mứt quả. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, Tiểu Bạch, ta muốn ăn nữ nhân này. Cách đó không xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu chảo nàng mở ra, hiển nhiên là đang hỏi vì cái gì. Nhị Nha vụng trộm liếc bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó lặng lẽ nhích đến trước mặt Nhị Nha, vĩnh tai lắng nghe. Nhị Nha làm như nghĩ đến cái gì, lại nói. Ngươi không thể nói cho người khác biết. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Nhị Nha lần nữa liếc nhìn bốn phía, thấy bốn phía không có người, Nhị Nha mới nói. Tiểu Bạch, ta nói cho người biết, ta rất muốn ăn nữ nhân này, bởi vì thân thể của nàng không giống người thường, còn có An Tỷ Tỷ, ta nói cho người biết, nhiều lần ta rất muốn ăn An Tỷ Tỷ, trực giác nói cho ta biết, nếu như ta ăn nàng, ta khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn nữa, còn có Tú Tỷ Tỷ, ta cảm thấy nàng cũng ăn ngon, Dương Ca Ca cũng coi như một cái. Tiểu Bạch sửng sốt, tiểu chảo nàng đặt ở trên trán Nhị Nha, không có phát sốt a, Nhị Nha trợn trắng mắt. Ta không có dối gạt ngươi, ta thật sự muốn ăn bọn hắn. Bất quá, ta không thể ăn. Thứ nhất, bất kể là Tú Tỷ Tỷ hay An Tỷ Tỷ, còn có Dương Ca Ca,
ta đều đánh không lại bọn hắn. Đặc biệt là Tú tỷ tỷ cùng An tỷ tỷ, hai người bọn họ thật đáng sợ, ta chỉ có thể nghĩ, không dám làm. Ân, còn Dương ca ca, nếu ta đánh bất ngờ liều mạng với hắn, có lẽ có thể ăn được, thế nhưng hắn là Dương ca ca, coi như đánh thắng được hắn, cũng không thể ăn hắn a. Ai, rất thống khổ. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một sâu mứt quả đưa tới trước mặt Nhị Nha, ý tứ của nàng là, người lo ăn mứt quả đi. Nhị Nha bi phẫn gần chết. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Hoang Thương Nguyệt tụ tập vô số man hoang chi lực, tung người nhảy vọt, vọt về phía An Nam Tĩnh. Trong thân thể của Hoang Thương Nguyệt ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho những nơi nàng đi qua không gian từng khúc rạn nứt, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, nàng tay cầm thương bước về phía trước một bước, sau một khắc, trường thương trong tay nàng đâm một cái. Rất bình thường, không có bất kỳ kỹ xảo hoa lệ, cũng không có bất kỳ dị tượng chấn động. Chỉ là một thương rất đơn giản. Nhưng chính là một thương đơn giản ấy, lại diệt sạch sẽ uy áp mạnh mẽ của Hoang Thương Nguyệt thả ra. Mà lúc này, quyền của Hoang Thương Nguyệt đã tới. Quyền thương chạm vào nhau. Ầm. Không gian bỗng nhiên run lên, sau đó bắt đầu rạn nứt. Một bên, thương chủ nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Mà ở phía xa, An Nam Tĩnh cùng Hoang Thương Nguyệt vẫn còn giằng co. Trong mắt Hoang Thương Nguyệt hiện lên vẻ dữ tợn, trong cơ thể man hoang chi lực điên cuồng tràn vào tay phải, sau đó giống như vỡ đê theo tay phải phóng ra. Nhưng An Nam Tĩnh ở trước mặt nàng không chút sức mẻ. Trên mặt Hoang Thương Nguyệt là điên cuồng và dữ tợn, tay phải nàng mãnh liệt xoay tròn. Ầm, An Nam Tĩnh lùi lại tầm 10 bước. Giờ khắc này, An Nam Tĩnh nhíu mày, đột nhiên nàng buông lỏng trường thương ra, vung một quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt Hoang Thương Nguyệt. Máu tươi văng khắp nơi. Hoang Thương Nguyệt liên tục lùi lại, nhưng An Nam Tĩnh ở thời điểm Hoang Thương Nguyệt lui về phía sau bắt được tay phải của nàng, còn không đợi Hoang Thương Nguyệt kịp phản ứng. Tay phải An Nam Tĩnh mãnh liệt kéo một phát, Hoang Thương Nguyệt bị nàng kéo đến trước mặt, sau một khắc, nàng nâng đầu gối chấn vào bụng đối phương. Phốc! Thân thể Hoang Thương Nguyệt cong lại, miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng còn chưa kết thúc, thời điểm đầu gối của An Nam Tĩnh đụng vào bụng của Hoang Thương Nguyệt, nàng đột nhiên xoay người, khuỷu tay phải chĩa vào gò má của Hoang Thương Nguyệt. Ầm! Trong mắt của mọi người, cả người Hoang Thương Nguyệt bay ra ngoài. Trên không trung, máu tươi tung tóe. Một cùi chỏ đánh bay Hoang Thương Nguyệt, trong tay An Nam Tĩnh xuất hiện một cây trường thương, muốn ném đi, nếu như một thương này ném đi, không cần phải nói, Hoang Thương Nguyệt đã bị đánh bất tỉnh chắc chắn phải chết. Bất quá ngay lúc này, thương chủ đột nhiên nói. Xin An cô nương thủ hạ lưu tình. An Nam Tĩnh dừng lại, lập tức thu hồi trường thương, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. Lợi hại không? Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh dựng lên ngón tay cái. Lợi hại. Thật sự lợi hại. Đây là ý tưởng chân thật nhất của Dương Diệp. Khóe miệng An Nam Tĩnh nhấc lên, Dương Diệp ngây cả người, còn chưa nhìn đủ, An Nam Tĩnh đã tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp. Xa xa, Hoang Thương Nguyệt nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, như mất hồn thì thào nói. Làm sao có thể, làm sao có thể. Nàng thất bại. Triệt triệt để thất bại. Ở trước mặt An Nam Tĩnh. Nàng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Mình yếu như vậy sao? Lúc này, thương chủ đi tới trước mặt Hoang Thương Nguyệt. Man hoang chi thể, rất lợi hại sao? Tuyệt đối không lợi hại. Người phải hiểu được, lợi hại là người, nếu như người không cố gắng, không phấn đấu, coi như cho người thân thể vô địch, cũng không có tác dụng gì. Người và nàng chênh lệch, không phải thiên phú, càng không phải tư nguyên, mà là trên tâm cảnh. Nói đơn giản một chút mà. Nàng là hổ trong rừng, mà ngươi, là hổ nuôi trong nhà, tuy đều là hổ, nhưng bất kể là kinh nghiệm, tâm tình, hay thực lực, đều có khác nhau trời vực. Hoang Thương Nguyệt lặng rất lâu, đột nhiên nàng nhìn về phía thương chủ. Ta còn chưa phục. Thương chủ nhíu mày. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ ở mi tâm Hoang Thương Nguyệt, kiếm nhập hơn tấc, máu tươi chảy ròng ròng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, xuất thủ là Dương Diệp. Dương Diệp không nhìn mọi người chung quanh, hắn nhìn Hoang Thương Nguyệt. Không phục, nếu như không phải nể mặt thương chủ, Tĩnh Nhi đã sớm giết ngươi. Ngươi còn không phục nãi nãi của ngươi. Đến, ngươi cùng ta đánh, ta
ta không phải thập đại thể chất gì, nhưng ta dám cam đoan, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Đối với Hoang Thương Nguyệt này, Dương Diệp thật sự là không nhìn nổi. Thua không đáng xấu hổ, thua không nổi mới đáng xấu hổ. Mà Hoang Thương Nguyệt này hiển nhiên là thua không nổi. Bị Dương Diệp nhục mạ như thế, Hoang Thương Nguyệt giận không thể nuốt, tức giận mắng. Ngươi là cái thá gì? Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp một cước đá vào eo của Hoang Thương Nguyệt. Ầm! Hoang Thương Nguyệt bị đá ra ngoài mấy trăm trượng, một cước này, Dương Diệp không có nương tay chút nào, đau đớn kịch liệt, làm cho bộ mặt của Hoang Thương Nguyệt nhăn nhó. Mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Một bên, Hoang Doanh do dự một chút, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị thương chủ ngăn cản. Hoang Doanh không hiểu nhìn về phía thương chủ nói khẽ. Nhà đầu này, có thiên phú, nhưng quá mức tâm cao khí ngạo, nếu như không xóa lòng kiêu ngạo này, ngày sau nàng sẽ chẳng khác người thường. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, không nói gì. Bên cạnh Hoang Thương Nguyệt, Dương Diệp châm chọc nói. Man hoang chi thể, cái này là kiêu ngạo của ngươi. Nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ man hoang chi thể, ngươi còn có cái gì? Hoang Thương Nguyệt căm tức nhìn Dương Diệp, trong mắt dường như có thể phun ra lửa. Dương Diệp nhìn xuống Hoang Thương Nguyệt. Biết rõ nàng khác ngươi ở chỗ nào không? Chỗ bất đồng của các ngươi là, không có võ thần chi thể kia, An Nam Tĩnh nàng vẫn là An Nam Tĩnh. Nàng mạnh, không chỉ là thể chất, còn có tâm của nàng, còn có ý chí của nàng. Ngươi xem ngươi một chút, bị chút ngăn trở liền cam chịu, hơn nữa còn không thấy rõ sự thật, loại mặt hàng như ngươi, không có hoàng tộc bảo hộ, ra ngoài sợ là chết thế nào cũng không biết. Nói đến đây, Dương Diệp trực tiếp quay người đi tới trước mặt Hoang Doanh. Hoang Doanh huynh, làm chính sự đi. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp và A Lãnh tiến vào trong đại điện. Trong tràng, chỉ còn thương chủ và Hoang Thương Nguyệt. Qua hồi lâu, hai mắt Hoang Thương Nguyệt chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng. Nàng thật sự rất lợi hại. Rất lợi hại. Hồi tưởng trận chiến lúc trước, Hoang Thương Nguyệt ý thức được, nàng và An Nam Tĩnh căn bản không phải cùng một cấp bậc. Thương chủ nói khẽ. Thực lực của ngươi và nàng có chênh lệch, nhưng chênh lệch này không lớn. Ngươi biết vì sao ngươi thua triệt để như vậy không? Hoang Thương Nguyệt nhìn về phía thương chủ. Thương chủ nói khẽ. Sở dĩ ngươi thua triệt để như vậy, nguyên nhân chủ yếu là tâm cảnh của ngươi, còn có ý thức chiến đấu của ngươi. Trong đó tâm tình chiếm 8 phần, thời điểm ngươi dốc hết toàn lực cũng không thể đánh bại nàng, khi đó tâm của ngươi đã bắt đầu dao động. Chuẩn xác mà nói chính là ngươi có chút luống cuống, hoảng hốt, rối loạn tinh thần. Mà nàng, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, tâm tình không có nửa điểm chấn động. Hoang Thương Nguyệt trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như không hoảng hốt, ta có cơ hội thắng không? Thương chủ lắc đầu. Tạo nghệ võ đạo của nàng đã đè ép ngươi một cảnh giới. Hơn nữa ý thức chiến đấu của nàng, cho dù so với hoang tộc tử thị ta cũng không kém. Nhà đầu, ngươi phải nhớ kỹ, man hoang chi thể, không phải vốn liếng để ngươi kiêu ngạo, mà là gánh nặng của ngươi, ngươi phải coi nó là phiền toái. Như vừa rồi Dương Diệp nói, chính ngươi ngẫm lại, không có man hoang chi thể, không có man hoang chi lực, ngươi còn có cái gì? Nghe được lời này, tay Hoang Thương Nguyệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Thương chủ lại nói, ngươi có biết? Hoang tộc ta biết linh tổ ở trên người Dương Diệp, nhưng vì sao lại không cưỡng đoạt không? Hoang Thương Nguyệt lắc đầu. Thương chủ cười nói. Bởi vì xưa nay hoang tộc ta sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên thân người khác, chúng ta, phải dựa vào chính mình, hết thảy đều phải dựa vào chính chúng ta. Hơn nữa, Vĩnh Hằng quốc độ muốn giết Dương Diệp, cướp lấy linh tổ, đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ là trở thành tử địch với Dương Diệp. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Hoang tộc ta nguyện ý cùng Dương Diệp trở thành bằng hữu. Còn linh tổ, người cảm thấy, Dương Diệp sẽ đứng ở bên Vĩnh Hằng vũ trụ kia sao? Hoang Thương Nguyệt trầm giọng nói. Nắm giữ linh tổ ở trong tay chúng ta, không phải càng tốt hơn sao? Hai người kia, tuy thiên túng kỳ tài, nhưng không phải người hoang tộc ta, không phải sao? Thương chủ cười nói. Sau lưng hắn có người. Sau lưng có người. Hoang Thương Nguyệt nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì? Nhưng thương chủ lắc đầu. Sau khi thương thế lành, tới tử thị doanh ta đi, có lợi cho ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Hoang Thương Nguyệt nói khẽ. Khó trách. Nếu như sau lưng Dương Diệp không có người,
không hề nghi ngờ, Hoàng tộc sẽ không bởi vì Dương Diệp mà đi buông tha linh tổ. Thực lực của Dương Diệp rất mạnh, nhưng ở trước mặt Hoàng tộc, vẫn còn thiếu rất nhiều. Như vậy vấn đề đã đến, người sau lưng Dương Diệp đến tột cùng là ai? Lại có thể làm cho Hoàng tộc thỏa hiệp, buông tha cho linh tổ, sau đó giao hảo Dương Diệp. Ba người Dương Diệp tiến vào đại điện, ở trên không đại điện, đứng một lão giả trên mặt có vết đao. Hoàng Doanh nhìn lão giả thi lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Thần sắc của Hoàng Doanh rất tôn kính. Đại trưởng lão. Lão giả trước mắt này ở hoàng tộc địa vị gần tộc trưởng nhất, tương đương thương chủ, đại trưởng lão này chỉ nghe lệnh tộc trưởng. Hơn nữa, đại trưởng lão này còn là đứng đầu tất cả trưởng lão, cấp bậc còn trên thiên tôn địa tôn nhân tôn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Có thể để cho lão phu nhìn nàng một chút không? Nàng, dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hắn kêu Tiểu Bạch ra, sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng liếc bốn phía, không phát hiện bảo bối, nàng lắc đầu, sau đó lại chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, Linh Tổ. Lúc này, đại trưởng lão kia đột nhiên nói khẽ. Thật là Linh Tổ, nói đến đây, trong mắt đại trưởng lão kia có vẻ phức tạp. Năm đó hoàng tộc sắp thành lại bại, có thể nói chính là nhờ linh tổ ban tặng. Hôm nay lại gặp được một vị linh tổ, trong nội tâm lão giả tự nhiên có chút phức tạp. Hận linh tổ sao? Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, hắn không thể hận linh tổ. Lúc trước, hoàng tộc có một số việc làm xác thực hơi quá. Đặc biệt là chuyện đồ sát linh vật trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, kỳ thật ngay lúc ấy, trong hoàng tộc có rất nhiều người không tán thành cách làm như thế. Đáng tiếc, lúc trước vị kia cũng là thân đệ đệ của tộc trưởng Khư Khư cố chấp muốn làm như thế, cuối cùng đưa đến linh tổ tham chiến. Mà phong thái của linh tổ năm đó, hắn là tận mắt nhìn thấy. Vị linh tổ kia, nhìn thiên địa nói một câu, chính là một câu nói kia, làm cho hoàng tộc từ thắng thành bại. Lão giả khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Hoàng Doanh, hắn bấm tay điểm một cái, một lệnh bài màu tím rơi vào trước mặt Hoàng Doanh. Từ giờ phút này, người chính là thái tử điện hạ của hoàng tộc ta trừ cường giả ngũ giới, còn lại tất cả, người đều có quyền điều khiển. Trừ lần đó ra, mặc dù cường giả ngũ giới không nghe người điều khiển, nhưng chúng ta cũng không thể can thiệp ngươi. Nói xong, lão giả hư không tiêu thất. Thái tử điện hạ, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, im lặng không nói. Chúc mừng, A Lãnh đột nhiên cười nói. Hoàng Doanh cười khổ, ngươi biết không? Trước khi có được tấm lệnh bài này, ta vô cùng khát vọng được nó, nhưng hiện tại có được, ta cảm giác tấm lệnh bài này quá nặng nề. Nặng nề. Chức vị thái tử điện hạ này tuy nắm giữ rất nhiều quyền hành, nhưng cùng lúc cũng tương đương với gánh vác rất nhiều trách nhiệm. A Lãnh nói, trách nhiệm nặng, là chuyện rất bình thường. Hoàng Doanh cười cười. Được rồi, không nói cái này. Dương Huynh, A Lãnh cô nương, ở hoàng tộc ta, có một võ các cùng đạo các. Trong võ các có võ học điển tịch mà hoàng tộc ta nhiều năm qua lấy được, các tộc đều có, mà đạo các, thì là lịch đại tổ tiên của hoàng tộc ta ngộ đạo có được, trong đó còn có đạo pháp bí thuật rất cường đại, đều là chí bảo của hoàng tộc ta. Hai vị có hứng thú đi dạo một chút hay không? Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đầu đất mới cự tuyệt. Hoàng Doanh cười ha ha một tiếng, đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Hoàng tộc có ghi chép trận đại chiến năm đó không? Đối với trận đại chiến năm đó, hắn có chút tò mò. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Dương Huynh cảm thấy hứng thú, ta sẽ mang bọn ngươi đi một chỗ, ở đó, các ngươi có thể chứng kiến trận đại chiến năm đó. A Lãnh đột nhiên nói. Hoàng tộc ngươi còn ghi lại. Hoàng Doanh gật đầu. Tộc trưởng đã từng nói qua, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể đối mặt thất bại. Năm đó hoàng tộc ta thất bại. Cho nên hắn lợi dụng bí thuật ghi lại một ít tình cảnh đại chiến năm đó, để cho hậu nhân hoàng tộc ta quan sát. Dương Diệp gật đầu. Như thế quá tốt. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, mang theo Dương Diệp và A Lãnh đi ra đại điện, rất nhanh, ở dưới Hoàng Doanh dẫn dắt, ba người đi tới trước một hồ nước, trong hồ nước, chỉ có một ao nước thanh tịnh thấy đáy, ngoài ra chẳng có gì cả. Hoàng Doanh đi tới bên hồ nước, sau đó bấm tay điểm một cái. Bốn viên vĩnh hằng thần tinh rơi vào bốn cây cột ở bốn góc, rất nhanh, hồ nước bắt đầu rung động. Ở dưới ba người nhìn chăm chú, nước trong hồ đột nhiên bay lên,
cuối cùng ở mặt người ba trước Dương Diệp, xuất hiện một màn nước to lớn, trong màn nước, một thế giới thật lớn xuất hiện. Nhìn thấy thế giới này, hai mắt A Lãnh híp lại. Thế giới này, đúng là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thế giới kia mới đầu có chút mơ hồ, nhưng theo Hoàng Doanh ném ra mấy viên Vĩnh Hằng Thần Tinh, thế giới kia càng ngày càng rõ ràng. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ hỗn độn hoang tàn. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là chân tay cụt. Mà ở trung tâm Vĩnh Hằng Quốc Độ càng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay lúc này, đồng tử Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, ở trên không Vĩnh Hằng Quốc Độ, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện. Linh Tổ. Nữ tử này, đúng là Linh Tổ mà hắn đã gặp ở chiến trường Thái Cổ. Linh Tổ nhìn lướt qua bốn phía, ở bốn phía, ngoại trừ thi thể nhân tộc và yêu tộc, còn có rất nhiều thi thể linh vật, thiên địa linh vật. Mà ở cách nữ tử váy trắng không xa, một trung niên tóc đỏ đang điên cuồng hành hạ sinh linh đến chết. Trung niên tóc đỏ này không chỉ hành hạ nhân loại, đại yêu, còn hành hạ một ít thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật kia, đều là bị bắt tới. Sát ý. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người trung niên tóc đỏ, ở trên người trung niên tóc đỏ tản ra sát ý cực kỳ cường đại. Trung niên một bên giết, một bên gào thét. Giết, giết sạch Vĩnh Hằng Quốc Độ, ha ha. Xa xa, thần sắc nữ tử váy trắng kia dần dần băng lạnh xuống, đột nhiên nữ tử bước về phía trước một bước. Hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta, diệt trừ. Trong chốc lát. Hoang tộc vô đạo, vạn giới giúp ta, diệt trừ. Theo thanh âm của nữ tử váy trắng kia rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa nổi lên dị biến. Linh khí bên cường giả hoang tộc biến mất vô tung vô ảnh, trừ lần đó ra, trong thiên địa, vô số lực lượng bắt đầu tụ đến. Trong những lực lượng này, có ngũ hành chi lực, có không gian chi lực, đại địa chi lực, lôi điện chi lực. Tóm lại, giờ khắc này, hết thảy lực lượng trong thiên địa đều xuất hiện. Uy áp không biết từ nơi nào kéo đến. Những uy áp này toàn bộ ép về phía cường giả hoang tộc. Thiên địa uy áp. Trong lúc nhất thời, thiên thời, địa lợi, toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Còn có nhân hòa. Thời điểm nữ tử váy trắng nói xong, vạn giới đều cảm nhận được nữ tử váy trắng kêu gọi, vì vậy vô số thiên địa thần vật điên cuồng vọt về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, một ít cường giả nguyên bản ẩn núp cũng nhao nhao đứng ra. Những cường giả này phần lớn đều là cường giả thiếu nữ tử váy trắng này nhân tình, mà một ít thế giới nguyên bản bảo trì trung lập, ở dưới linh tổ triệu hoán, nhao nhao bày tỏ thái độ. Toàn bộ đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Kể cả Vĩnh Hằng chi giới vốn TL rung lập, thậm chí còn có địa ngục giới, Bắc Hoang giới. Những thế giới này, toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một câu, cải biến toàn bộ thế cục chiến trường. Giờ khắc này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Toàn bộ đều đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một điểm đáng sợ nhất là, những hoang thú của hoang tộc, còn có vô số sinh linh thần bí phụ thuộc hoang tộc, giờ phút này, những hoang thú và sinh linh thần bí kia nhao nhao ngừng tay. Toàn bộ đều nhìn nữ tử váy trắng kia. Không có một cái nào dám ra tay. Bẩm sinh kính sợ. Thế cục lập tức thay đổi. Đối diện nữ tử váy trắng, trung niên tóc đỏ nhìn lướt qua bốn phía, khi hắn phát hiện tình cảnh của hoang tộc. Diện mục vốn dữ tợn càng thêm điên cuồng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo hồng mang vọt về phía nữ tử váy trắng kia. Lớn mật! Ngay lúc này, ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, vô số khí tức khủng bố phóng lên trời, sau đó vọt về phía trung niên tóc đỏ kia. Cút ngay! Trung niên tóc đỏ gầm lên giận dữ, lấy tay làm đao bổ một cái. Xuy! Đao khí từ bầu trời bổ xuống. Một đao kia, quả thực muốn chém nát thiên địa này. Mà ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số cường giả phóng lên trời bị đạo đao khí này ép xuống. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình nhìn đạo đao khí kia, thời điểm đao khí đi vào đỉnh đầu nàng, một vệt kim quang đột nhiên đánh vào đao khí. Ầm! Đao khí nổ bể ra, hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống dưới. Kim quang tản đi, ở trước mặt nữ tử váy trắng. Là một con rồng màu vàng. Thái cổ chân long. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha và Tiểu Bạch, còn có thái cổ chân long chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Thái cổ chân long nhìn thái cổ chân long trong màn nước, trong đôi mắt có một tia mê mang và nghi hoặc. Mà Tiểu Bạch thì nhìn nữ tử váy trắng, hai cái móng nhỏ nắm thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong màn nước, khi trung niên tóc đỏ nhìn thấy Thái Cổ Chân Long, sắc mặt có chút âm trầm. Chân Long nhất tộc cũng muốn nhúng tay chuyện của hoang tộc ta sao? Thái Cổ Chân Long nhìn trung niên tóc đỏ. Chân Long nhất tộc ta thiếu nợ linh tổ một nhân tình, nên trả. Trung niên tóc đỏ gằn giọng nói. Theo ta được biết, Thái Cổ Chân Long ngươi còn dư lại chân long giống như không nhiều lắm, ngươi không sợ tuyệt hậu sao? Thái Cổ Chân Long không để ý nói. Có bản lĩnh thì tới. Khóe miệng trung niên tóc đỏ nổi lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo huyết quang bay lên. Thái Cổ Chân Long cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp đáp xuống, đụng về phía trung niên tóc đỏ. Phía dưới, trong Vĩnh Hằng Quốc Đô, mấy chục người tựa như một thanh kiếm sắc bén tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mấy chục người này, đúng là hoang tộc tử thị. Không chung, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua mấy chục tử thị phía dưới, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Mời tương trợ, như ngươi mong muốn. Nói xong, một đạo kiếm quang từ phía chân trời xa xôi kích xạ tới. Phía dưới, ở trước mặt đám tử thị, xuất hiện một trung niên lưng đeo hộp kiếm. Mà sau lưng trung niên, còn có mười mấy kiếm tu. Kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Kiếm kinh nhìn đám kiếm tu kia, ánh mắt có chút phức tạp. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm kinh, không nói gì. Cổ kiếm tông. Bên cạnh Dương Diệp, Hoang Doanh nói khẽ. Một tông môn kiếm tu thần bí, có thể nói, là đại biểu kiếm tu ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nguyên bản, bọn hắn không tranh với đời, đệ tử trong môn cơ bản đều du lịch ở bên ngoài, nhưng theo một câu của linh tổ, cả tông môn đến chín thành. Nếu như không phải bọn hắn, tử thị hoang tộc ta đã sớm đánh tới Vĩnh Hằng Thần Điện rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đám hoang tộc tử thị kia bị cản lại. Nhưng hoang tộc tử thị lại áp chế đám kiếm tu kia. Năng lực sâu lâu của kiếm tu kia là không thể nghi ngờ, nhưng những hoang tộc tử thị này càng đáng sợ hơn. Mỗi một cái đều không sợ chết, ở dưới bọn họ điên cuồng công kích, đám kiếm tu kia không đến một hồi đã lần lượt tháo chạy. Không chung, nữ tử váy trắng nhíu mày. Ngay lúc này, trung niên phía dưới đột nhiên bay lên trời, hắn bấm kiếm quyết, trong chốc lát, sau lưng hắn xuất hiện một đại điện do kiếm xây thành. Kiếm điện. Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm kinh nhìn màn nước, mặt không biểu tình. Thời điểm kiếm điện xuất hiện, ở trên không kiếm điện lơ lửng một quyển điển tịch thật dày. Kiếm điển. Phía dưới, hai tay trung niên bóp kiếm quyết, sau lưng hắn, kiếm điện đột nhiên rung động kịch liệt, sau một khắc, vô số kiếm quang từ trong kiếm điện bắn ra. Kiếm khí rậm rạp chằng chịt. Theo những kiếm khí này xuất hiện, những kiếm tu ở dưới trung niên kia nhao nhao lui về phía sau. Xa xa, thời điểm đám hoang tộc tử thị kia đối mặt vô số kiếm khí, cũng không trốn tránh, bởi vì căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng. Rầm 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 rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Đám tử thị kia liên thủ cứng rắn chặn vô số kiếm khí, nhưng bọn hắn cũng bị oanh liên tục lùi lại. Không chỉ như thế, ở trong kiếm điện, kiếm khí tựa như vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra, chân chính vô cùng vô tận, dường như không có phần cuối. Đám tử thị kia không ngừng lui, đến cuối cùng đã lui trọn vẹn mấy vạn trượng, không chỉ như thế, trong đó mấy tên tử thị bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Trừ lần đó ra, những cường giả khác của hoang tộc cũng bị kiếm khí cưỡng ép bức lui. Mà cường giả vạn xê giới cùng thiên địa linh vật thì nhao nhao chạy tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, ở trong những cường giả này, không chỉ có nhân loại, còn có thái cổ thần thú. Tuy Hô Cang tộc rất mạnh, nhưng thực sự gánh không được vạn giới liên thủ. Vì vậy hoang tộc lần lượt tháo chạy, trực tiếp từ Vĩnh Hằng Quốc Độ lui đến Vĩnh Hằng chi giới. Hoang tộc bại, tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì còn có rất rất nhiều cường giả đang chạy tới. Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng cường giả vạn giới ở thời khắc này cực kỳ đồng lòng. Vô số người đã bắt đầu hoan hô. Nhưng theo một tiếng nổ lớn vang lên, giấc mộng của tất cả mọi người tan vỡ. Ở trên không Vĩnh Hằng chi giới, không gian rung động kịch liệt. Rất nhanh, chỗ đó xuất hiện một cỗ thi thể. Thi thể của một lão giả. Thi thể của lão giả từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vĩnh Hằng chi chủ. Lão giả này, đúng là Vĩnh Hằng chi chủ. Vẫn lạc. Ở trong mắt của tất cả mọi người, một trung niên tóc dài xõa vai xuất hiện ở trên không trung.
Hoàng đế. Đại hoàng đệ nhất cường giả. Ở bên ngoài màn nước, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hoàng đế. Người trước mắt này, là tồn tại năm đó thiếu chút nữa diệt Vĩnh Hằng quốc độ. Ở trong lòng Dương Diệp, đột nhiên dâng lên một ý niệm, hoàng đế này cùng Vũ Nghịch, Vũ Tổ, kiếm tu thần bí dưới Bắc Hoang kiếm tông, còn có lão giả đeo giỏ trúc, Tiêu Giao Tử, Thiên Tú, những người này, cuối cùng ai mạnh hơn? Những người này, đều là cường giả đỉnh phong A. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nghĩ những chuyện không ý nghĩa này làm gì. Mình mạnh mẽ mới là vương đạo. Dương Diệp tiếp tục nhìn màn nước, trong màn nước, theo hoàng đế xuất hiện, cả thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Triệt để yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hoàng đế. Bên hoàng tộc, vô số người cuồng hỉ, vô số người hô to. Tộc trưởng, thanh âm xông thẳng lên trời. Mà ở bên Vĩnh Hằng quốc độ, bầu không khí rất áp lực. Vĩnh Hằng chi chủ ở trong lòng mọi người, đây chính là tồn tại vô địch, mà bây giờ, tồn tại vô địch trong lòng bọn hắn vẫn lạc. Bị hoàng đế của hoàng tộc giết. Hoàng tộc tộc trưởng này cường đại đến loại trình độ nào? Không chung, hoàng đế nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng. Vì sao tham chiến? Vì sao tham chiến? Linh tổ không tranh với đời, bất kể là hoàng tộc làm chủ Vĩnh Hằng quốc độ hay thế lực khác, đều sẽ không đi nhằm vào linh tổ, bởi vì đều biết nàng đặc thù, hơn nữa mặc kệ thế lực nào, đều cần trợ giúp của linh tổ, hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Nữ tử váy trắng lạnh nhạt nói. Hoàng tộc vô đạo, thiên địa cộng chu. Hoàng đế nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía dưới, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn nhìn thấy vô số thi thể linh vật. Hai mắt hoàng đế chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, trong đầu hắn xuất hiện từng hình ảnh ở một canh giờ trước. Một lát sau, hoàng đế nhìn về phía trung niên tóc đỏ. Ta đã bàn giao, chỉ cần thiên địa linh vật không đối địch với hoàng tộc ta, không thể phạm, ngươi không nghe rõ sao. Trung niên tóc đỏ trầm giọng nói. Giết mắt đỏ rồi. Hai mắt hoàng đế híp lại. Ngươi đáng chết. Trung niên tóc đỏ biến sắc, hắn đang muốn nói gì. Nhưng hoàng đế không quản hắn, mà nhìn về phía kiếm tu trung niên kia. Người hoàng tộc ta dễ giết lắm sao? Nói xong, hắn giơ tay phải lên đánh tới trung niên kia một chưởng. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Kiếm tu phản kích. Nhưng một chưởng của hoàng đế lập tức ép trung niên kia xuống. Trung niên vừa rơi xuống đất, thân thể nổ bể ra, nổ tung còn có kiếm điện ở sau lưng trung niên. Giờ khắc này... Dương Diệp rốt cuộc biết vì sao kiếm kinh không có bản thể. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm kinh mặt không biểu tình, cũng không nói gì, nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía màn nước, lúc này màn nước đã biến mất. Đã không còn sao? A Lãnh hỏi. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Chỉ ghi tới đây, bất quá chuyện kế tiếp nghĩ đến các ngươi cũng đã biết. Tuy thực lực của tộc trưởng cường đại, nhưng nếu như hắn tiếp tục đánh, kết quả chính là hoang tộc cả tộc chôn cùng. Hơn nữa, ngay lúc ấy tựa hồ còn có một vị cường giả thần bí ra mặt. Cường giả thần bí, Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh gật đầu. Bất quá ta không biết là ai. Người biết thì không ai nói. Nói xong, Hoang Doanh lắc đầu. Không nói cái này, Dương Huynh, A Lãnh cô nương, ta mang bọn ngươi đi vũ điện. Dương Diệp và A Lãnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Ba người đi tới vũ điện, Hoàng Doanh cười nói. Ba ngày, các ngươi chỉ có ba ngày, bởi vì điểm cống hiến gia tộc của ta chỉ có thể để cho các ngươi ở bên trong ba ngày. A Lãnh cười nói. Ngươi bây giờ là thái tử điện hạ nha. Hoàng Doanh cười khổ. Ngoại trừ tộc trưởng, bất kỳ người nào tới nơi này, đều cần điểm cống hiến gia tộc, kể cả thái tử điện hạ. Về phần tộc trưởng, hắn còn sống, chính là cống hiến lớn nhất với gia tộc. Không nói nhiều, ta còn có chút việc, Dương Huynh, A Lãnh cô nương, các ngươi từ từ xem, ta nghĩ những cái kia có thể trợ giúp các ngươi. Nói xong, Hoàng Doanh nhìn hai người ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, cùng tiến vào trong vũ điện. Sau khi Hoàng Doanh từ biệt Dương Diệp và A Lãnh, hắn đến một ngọn núi cao nhất trong thành. Ngọn núi này, là ngọn núi cao nhất trong hoang thành. Hoàng Doanh cũng không có lên đỉnh núi. Mà đi tới giữa sườn núi, sau đó nhìn đỉnh núi có chút thi lễ. Qua hồi lâu, một giọt tinh huyết đột nhiên từ đỉnh núi trôi xuống, cuối cùng giọt tinh huyết rơi vào trước mặt Hoàng Doanh. Hoàng Doanh vội vàng lấy ra lệnh bài màu tím,
giọt tinh huyết kia tiến vào lệnh bài khẽ run lên, thoáng qua, lệnh bài màu tím biến thành màu đỏ. Hộ thân phù. Muốn thực sự trở thành thái tử điện hạ, nhất định phải đạt được một người tán thành, người kia chính là hoàng đế. Mà bây giờ, hoàng đế đã đồng ý Hoang Doanh. Hoang Doanh nhìn đỉnh núi thi lễ, muốn quay người rời đi, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên bao phủ Hoang Doanh, sau một khắc, Hoang Doanh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cách Hoang Doanh mấy trượng, ngồi một nam tử tóc dài xõa vai. Hoang Doanh tự nhiên biết rõ người trước mắt này là ai, cung kính thi lễ. Bái kiến tộc trưởng. Người trước mắt này, chính là hoàng đế của hoang tộc. Sau một lúc lâu, hoàng đế đột nhiên nói. Có biết vì sao ta phải lựa chọn ra một vị thái tử điện hạ không? Hoàng Doanh lắc đầu. Xin tộc trưởng chỉ bảo. Nam tử đứng lên, hắn nhìn cuối chân trời. Trận chiến năm đó, hoàng tộc ta thất bại. Ta mang theo hoàng tộc rút đi khôi phục nguyên khí. Cho tới bây giờ, mọi người khẳng định đều đang nghĩ. Chúng ta khẳng định lại sẽ tiến công Vĩnh Hằng Quốc Độ, đúng không? Hoang Doanh do dự một chút, sau đó nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng đế nói khẽ. Đại chiến, là không thể tránh né. Bất quá lúc này đây, hoàng tộc ta không nắm giữ tiên cơ. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng xác thực không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ năm đó. Đương nhiên cái này cũng bình thường, nếu như trận đại chiến năm đó còn không thể để cho bọn hắn tỉnh ngộ mà nói. Vậy bọn họ cũng quá phế vật. Ngươi đi xuống đi, về sau chuyện nội bộ hoàng tộc đều giao cho ngươi. Chuyện bên ngoài, năng lực của ngươi còn chưa đủ, những thứ này ta tới là được. Còn nữa, chuyện kết giao Dương Diệp này, ngươi làm rất quyết đoán. Hoàng tộc ta, cần người có quyết đoán, còn thực lực, kém một chút không sao, có thể chậm rãi tu luyện, nhưng đứng đầu một tộc, không thể không có quyết đoán. So sánh với đó, đại ca của ngươi và hoàng dạ còn kém một chút. Hoang Doanh nhìn hoàng đế thi lễ, không nói gì. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay. Hoang Doanh lần nữa thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, sau khi Hoang Doanh rời đi, một trung niên không tay không chân trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hoàng đế. Nếu Dương Diệp ở nơi này, sẽ nhận ra nam tử không tay không chân kia. Đúng là chủ nhân cũ của kiếm sát. Hoàng đế nhìn thoáng qua nam tử. Xưng hô như thế nào? Nam tử nói khẽ. Bọn hắn đều thích gọi ta kiếm si. Về phần tên của ta, là Trần Huyền An. Hoàng đế nói. Dương Diệp là đệ tử của ngươi. Trần Huyền An lắc đầu. Chưa tính, bất quá hắn rất hợp khẩu vị của ta. Hoàng đế nói. Phong mang tất lộ, tuy đã bắt đầu biết thu liếm, nhưng trong thực chất vẫn phong mang tất lộ. Trần Huyền An cười nói. Người trẻ tuổi, nếu như không phong mang một chút. Còn có thể gọi người trẻ tuổi sao? Người ta năm đó so với hắn, sợ là càng thêm phong mang, không phải sao? Hoàng đế khẽ gật đầu. Cũng đúng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tuy ngươi đã vẫn lạc, nhưng ta còn có thể cảm giác được ngươi đã từng rất cường đại. Nó, thật đã cường đại đến loại trình độ đó sao? Trần Huyền An cười nói. Còn cường đại hơn ngươi tưởng tượng. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đến từ thời đại nào? Trần Huyền An nói. Thượng cổ. Thượng cổ. Trong mắt hoàng đế xuất hiện gợn sóng nhẹ nhẹ. Một thời đại bị người quên lãng, Trần Huyền An khẽ lắc đầu. Quên thì quên, đối với chúng ta mà nói, không quan trọng. Nói đến đây, Trần Huyền An nhìn về phía hoàng đế. Đa tạ. Cái tạ này, là hắn thay Dương Diệp cảm ơn. Bởi vì hoang tộc bỏ đi ý niệm đoạt linh tổ từ trên người Dương Diệp. Có thể nói, nếu như vị hoàng đế này thật muốn linh tổ, cho dù là hắn, cũng không ngăn cản được. Dù sao hắn cũng đã qua đời rồi. Đương nhiên, cũng không phải hắn không có chuẩn bị ở sau. Hắn hiện tại, không đối kháng được hoàng đế, nhưng trừ hoàng đế, hoang tộc không có người nạc cô là đối thủ của hắn. Còn nữa, sau lưng Dương Diệp còn có Vũ Tổ và Vũ Nghịch. Tuy ba người bọn họ đều vẫn lạc, nhưng nếu liên thủ, coi như không diệt được hoang tộc, nhưng muốn làm tàn hoang tộc lại không phải việc khó gì. Hiển nhiên hoàng đế cũng biết điểm ấy, hắn không sợ, nhưng không cần phải làm như thế. Dù sao thêm một bằng hữu cũng hơn thêm một kẻ địch, không phải sao? Trần Huyền An không có nói gì, xoay người muốn rời đi, đúng lúc này, hoàng đế đột nhiên nói. Một phân thân của ta ở chiến trường Thái Cổ gặp được một kiếm tu. Một kiếm tu rất cường đại.
Trần Huyền An dừng bước. Chúng ta gặp nhau rồi. Thấy thế nào? Hoàng đế hỏi. Trần Huyền An cười nói. Ngươi là muốn hỏi ta và hắn ai càng mạnh hơn, đúng không? Hoàng đế gật đầu. Trần Huyền An cười nói. Kỳ thật, ta cũng rất muốn biết. Đáng tiếc, không cùng một thời đại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ, qua hồi lâu, hoàng đế cũng biến mất theo. Đỉnh núi khôi phục bình tĩnh. Vũ điện. Sau khi Dương Diệp và A Lãnh tiến vào vũ điện, hai người phát hiện, vũ điện này còn muốn lớn hơn bọn hắn tưởng tượng, một cung điện nho nhỏ, kỳ thật có khoảng trời riêng. Mà để cho hai người không hiểu là, trong vũ điện này không có người trông coi, cũng không có cường giả ở bên ngoài vũ điện. A Lãnh nói khẽ. Hoang tộc này, không tầm thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, từ huyền giả đại lục đi tới nơi này, hắn đã gặp rất nhiều gia tộc, mà hoang tộc không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất. Đương nhiên, cũng là gia tộc cường đại nhất hắn bái kiến. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp lại nói. A Lãnh cô nương, chuyện của ngươi và đế gia. A Lãnh cười nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Nếu có cần, thông báo một tiếng. A Lãnh cười nói. Đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì, đi qua một bên, A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không nói gì, quay người đi về phía một giá sách cách đó không xa. Trong đại điện bày đặt khoảng 10 giá sách, mỗi một giá sách có 10 tầng, mỗi một tầng đều có 10 quyển trục. Đều là thánh điển võ học. Hơn nữa không có một quyển là kém. Có thể nói, đây là hoang doanh báo đáp Dương Diệp và A Lãnh. Dương Diệp kêu An Nam Tĩnh ra, sau khi An Nam Tĩnh xuất hiện, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thuận tay cầm lên một quyển trục, vừa nhìn vào, An Nam Tĩnh liền trầm mê. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biết, thánh điển võ học ở nơi này, khẳng định đều là hàng hiếm, bằng không thì dùng khẩu vị của An Nam Tĩnh, thánh điển võ học bình thường, nàng căn bản khinh thường. Mà An Nam Tĩnh thuận tay cầm lên một quyển, lại có thể trầm mê, hiển nhiên thánh điển võ học nơi này hàm lượng rất cao. Dương Diệp không có để ý An Nam Tĩnh đã mê mẩn, hắn đi đến một bên, rất nhanh, hắn tới trước một giá sách, trên giá sách có một chữ, kiếm. Hiển nhiên, những quyển trục trên giá sách này đều là kiếm kỹ. Dương Diệp cầm lên một quyển trục mở ra, đập vào mắt là ba chữ to, song kiếm thuật. Song kiếm thuật. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Là thuật pháp gì? Ôm tâm tư tò mò, Dương Diệp tiếp tục nhìn xuống, thời gian dần trôi qua. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Nhìn một lúc lâu, Dương Diệp trực tiếp buông quyển trục kia xuống, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Song kiếm thuật. Trên mặt Dương Diệp chứa đầy cuồng hỉ. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, chính là song kiếm. Phong ma kiếm pháp của hắn, một hơi trăm kiếm, nhưng nếu như sử dụng song kiếm thì sao? Uy lực chẳng phải tăng gấp đôi. Sự thật sao? Dương Diệp không biết này có hiện thực không? Nhưng hắn phải thử một chút. Dù sao hắn không thiếu kiếm. Dương Diệp không dùng kiếm sát bị hắn bỏ vào trong kiếm hồ lô, trên tay hắn là kiếm tổ và kiếm thủ. Trực giác nói cho hắn biết, hai thanh kiếm này thích hợp hơn. Lúc trước trong quyển trục hắn nhìn, có miêu tả sử dụng song kiếm như thế nào, còn có rất nhiều kỹ xảo. Dương Diệp cũng không hoàn toàn dựa theo hết, đơn giản mà nói, hắn đang mượn song kiếm thuật này đến hoàn thiện phong ma kiếm pháp của mình. Song kiếm lưu. Hai tay sử dụng kiếm khó không? Với Dương Diệp mà nói, không khó. Bởi vì hắn đã từng dùng qua đao và kiếm, hắn kết hợp cả hai hoàn mỹ. Mà bây giờ, đao đổi thành kiếm, với hắn mà nói, càng có khả năng thuận buồm xuôi gió. Dù sao hắn là một kiếm tu chân chính. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trong đầu hắn là khẩu quyết và kỹ xảo của song kiếm thuật. Hắn muốn hiểu rõ toàn bộ. Tả thủ kiếm. Dương Diệp quyết định làm từng bước một, hắn muốn nhìn mình sử dụng kiếm tay trái có hiệu quả như thế nào. Sau một ngày, Dương Diệp ra phòng tu luyện, đi tìm nhị nha bồi luyện. Ở cửa cung điện, nhị nha đang liếm láp mứt quả. Làm bồi luyện. Dương Diệp gật đầu. Nhị nha duỗi ra một bàn tay nhỏ bé. Chỗ tốt đâu? Mặt Dương Diệp đen lại. Lúc nào nhị nha học được chiêu này cuối cùng tiểu bạch? Nhị nha trừng mắt. Dương ca ca, bồi luyện rất khổ cực, cho chút phí lao động là rất bình thường nha. Dương Diệp cười nói. Nhị nha, chúng ta quan hệ như thế nào? Nói gì tới phí lao động,
sẽ tổn thương cảm tình, người nói có đúng không? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dương ca ca nói cũng có đạo lý, bất quá nhân loại các ngươi không phải có câu, thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, ta cảm thấy lời này nói rất có lý, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp giang tay. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhị Nha ánh mắt sáng lên. Ta muốn ăn thịt người, loại giống như Dương ca ca và An tỷ tỷ. Dương Diệp trừng Nhị Nha. Có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Nhị Nha nhếch miệng. Ta ăn yêu thú cũng được, như tiểu long chẳng hạn, loại này ăn mới ngon. Dương Diệp đau đầu. Nhị Nha này rốt cuộc là nhân vật gì? Ăn thịt người, muốn ăn loại tốt nhất, ăn yêu thú cũng phải ăn giống như thái cổ chân long. Nàng muốn lật trời sao? Nhị Nha trơ mắt nhìn Dương Diệp, đang đợi Dương Diệp trả lời. Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó nói. Nhị Nha, như vậy đi, sau này ta tận khả năng tìm cho ngươi thức ăn ngon, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi không thể đi ra ngoài sằng bậy. Đối với thế giới này mà nói, mặc kệ là ngươi hay ta, đều còn quá yếu. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Như Dương Diệp nói, thế giới này rất nguy hiểm, đặc biệt là sau khi đi vào hoang tộc, nàng càng có loại cảm giác này. Nghĩ vậy, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, đột nhiên nàng cảm thấy ở trong Hồng Mông Tháp này rất hạnh phúc. Bởi vì ở chỗ này, nàng không cần lo lắng cái gì, đương nhiên, nếu như mỗi ngày đều có một con đại yêu ăn thì càng tốt. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, vuốt đầu của nàng. Yên tâm đi, địch nhân của Dương ca ca rất nhiều, sau này bao ngươi ăn no. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói. Dương ca ca, lần này sau khi ly khai hoang tộc, có thể dẫn ta về gặp Gia Gia hay không? Ta rất nhớ Gia Gia. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên có thể, chờ chúng ta rời đi, liền đi Vĩnh Hằng Tiên Thôn, ta cũng muốn thăm Thái Thẩm và sư phụ. Nhị Nha nhếch miệng cười cười, cười cực kỳ sán lạn. Dương Diệp mang theo Nhị Nha đi tới trên phi thăng đài, chỗ này dùng để chiến đấu là cực kỳ tốt. Bởi vì phi thăng đài này vô cùng cứng rắn, có thể thừa nhận lực lượng cường đại. Tay phải Nhị Nha chậm rãi nắm lại. Dương ca ca, ngươi thật muốn ta dùng toàn lực sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đừng nhường, đến đây đi. Nhị Nha do dự một chút, sau đó lại nói. Thế nhưng ta sợ đánh chết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp co rút. Đến, dùng sức, nếu thật đánh chết ta rồi, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Nhị Nha nhẹ gật đầu, không do dự nữa, nàng bước về phía trước một bước, đánh Dương Diệp một quyền. Một quyền rất đơn giản. Dương Diệp rất rõ ràng lực lượng của Nhị Nha, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, tay trái cầm kiếm đâm ra. Kiếm vực. Bất quá chỉ dùng tứ kiếm kiếm vực. Đối với Nhị Nha, hắn vẫn không dám dùng toàn lực, sợ làm nàng bị thương. Nhưng rất nhanh, hắn hối hận. Theo một tiếng nổ vang. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, trực tiếp bay ra phi thăng đài. Cách đó không xa, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra máu tươi, cả cánh tay trái đang run rẩy. Trên phi thăng đài, Nhị Nha ngây cả người, sau đó nàng vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương ca ca, sao ngươi yếu như vậy? Ta còn chưa có dùng toàn lực đâu. Nghe vậy, Dương Diệp tức thiếu chút nữa phun máu. Dương Diệp tung người nhảy vọt, đi tới trên phi thăng đài, hắn nhìn Nhị Nha. Đến, tiếp tục. Nhị Nha có chút do dự. Dương ca ca, đừng đánh nữa, đánh chết ngươi rồi, ta sẽ áy náy, thật sự. Dương Diệp trừng nàng. Ngươi không đánh, sau này đừng nghĩ ăn no. Bị Dương Diệp hăm dọa, Nhị Nha tung người nhảy vọt, đi thẳng tới trước mặt hắn, sau đó đấm ra một quyền. Lực lượng của Nhị Nha có chút đặc thù, là lực lượng thân thể, nhưng không giống lực lượng thân thể của Hoang Thương Nguyệt, đây là một loại lực lượng thuần túy. Loại lực lượng này rất đáng sợ. Lúc này đây, Dương Diệp thật không dám có loại suy nghĩ ấu trĩ như vừa rồi nữa. Đả thương Nhị Nha, đừng để Nhị Nha đả thương mình là tốt rồi. Dương Diệp không có lựa chọn đón đỡ, bởi vì tốc độ của Nhị Nha kém hơn hắn một chút. Thời điểm nắm đấm của Nhị Nha đi vào trước mặt hắn, đột nhiên hắn nghiêng người, tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp cắt về phía bụng của Nhị Nha. Nhanh như tia chớp. Nhị Nha căn bản né không kịp, bị kiếm của Dương Diệp cắt qua bụng, bất quá Dương Diệp không có dùng mũi kiếm, mà chỉ dùng sống kiếm. Nhưng sau một khắc, hắn hối hận rồi. Sống kiếm cắt vào bụng Nhị Nha,
Dương Diệp cảm giác như kiếm của mình vỗ vào siêu thần khí, mà nhị nha bị kiếm hắn cắt trúng, lại không chút sức mẻ. Nhị nha trừng mắt nhìn, sau đó nâng đầu gối húc về phía bụng của Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, lùi về phía sau hơn một trượng, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đánh tới hắn. Đúng là nhị nha. Dương Diệp đánh xuống một kiếm, ngũ kiếm kiếm vực. Lúc này đây, Dương Diệp không có nương tay, bởi vì hắn phát hiện, nhị nha mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng cử động của nhị nha làm cho Dương Diệp ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không có đi phòng một kiếm này, cũng không trốn tránh, mà tùy ý Dương Diệp bổ vào trên đầu. Cùng lúc đó, nắm tay nhỏ của nàng đánh vào bụng Dương Diệp. Phốc! Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó cả người hắn bay ra ngoài. Ngoài ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình, giờ phút này, phần bụng của hắn đã triệt để rạn nứt ra, không chỉ bụng, toàn thân còn xuất hiện vết rạn. Cũng may có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, những vết rạn này rất nhanh đã phục hồi như cũ. Những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là kiếm tổ trong tay hắn có một vết rạn. Vết rạn. Kiếm này là thần khí A. Thần khí bổ vào trên đầu nhị nha, thần khí rạn nứt. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn đi tới trước mặt nhị nha, giờ phút này, nhị nha đang sờ hai cái sừng trên đầu mình. Ánh mắt Dương Diệp cũng rơi vào trên hai cái sừng, vừa rồi kiếm của hắn chính là bổ lên chúng. Hai cái sừng kia, cứng rắn ngăn cản kiếm của hắn. Dương Diệp nói. Ta có thể sờ một cái không? Nhị nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp sờ lên hai cái sừng, tay lạnh như băng, có chút trầm trọng, trừ cái đó ra, thì không có chỗ đặc thù gì. Đây là sừng gì? Dương Diệp hỏi. Nhị nha lắc đầu. Không biết, tự nó mọc ra. Dương Diệp. Lúc này, nhị nha lại nói. Dương ca ca, còn đánh nữa không? Đánh. Dương Diệp vội vàng nói. Đương nhiên phải đánh. Vì vậy hai người lại chiến đấu. Lúc này đây, Dương Diệp không có bảo lưu lại chút nào. Bởi vì hắn phát hiện, coi như lưỡi kiếm của hắn bổ lên người nhị nha, nhục thể của nhị nha cũng không hư hại. Thân thể của nhị nha cường đại để cho Dương Diệp sắp tuyệt vọng. Hắn biết, có lẽ chỉ dùng kiếm sát mới có thể phá vỡ phòng ngự của nhị nha. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi dùng kiếm sát. Hắn bây giờ là muốn rèn luyện mình. Bổ, đâm, chém, cắt. Trên phi thăng đài, Dương Diệp không ngừng thi triển những kỹ xảo cơ sở. Không thể không nói, đối chiến với nhị nha, có thể rèn luyện ý thức chiến đấu và phản ứng chiến đấu rất tốt. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, sẽ bị nhị nha một quyền đánh bay ra ngoài. Bởi vậy lúc giao thủ với nhị nha, hắn cực kỳ cẩn thận. Mà nhị nha chiến đấu với Dương Diệp cũng phát hiện một ít kỹ xảo. Không giống như lúc chỉ biết cậy mạnh, nàng cũng sẽ trốn tránh, biết tá lực đả lực. Có thể nói, hai người đều thu hoạch rất lớn. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tháng trôi qua. Sau một tháng, Dương Diệp bắt đầu dùng song kiếm. Thời điểm Dương Diệp dùng song kiếm, hắn và nhị nha đối chiến đã dần dần chiếm được thượng phong. Song kiếm của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến nhị nha chỉ có thể bị động phòng ngự. Tuy nhục thể của nàng cứng rắn đối kháng vô số kiếm của Dương Diệp, nhưng nàng không có cơ hội phản kích, hai thanh kiếm giống như cuồng phong bạo vũ. Tuy như thế, nhưng trên người nhị nha lại không có một vết thương. Thân thể của nàng đã kinh khủng hơn thần khí. Bất quá Dương Diệp còn không có dùng phong ma chi ý, một khi dùng phong ma chi ý, chiến lực của hắn sẽ tăng gấp đôi, hơn nữa khi đó hắn căn bản không thể khống chế mình, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng làm nhị nha bị thương. Phải biết hắn còn có một thanh kiếm. Rầm rầm rầm. Trên phi thăng đài, nhị nha bị áp chế, mặc dù không có bị thương, nhưng này làm cho nhị nha rất biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Mà Dương Diệp thì càng đánh càng hung, song kiếm càng đánh càng thuận tay. Theo Dương Diệp điên cuồng chém, dưới da hắn, mạch máu dần dần rung động, mà theo mạch máu rung rung, lực lượng của Dương Diệp càng kinh khủng hơn. Mỗi một kiếm đều có thể lưu lại một dấu vết mờ mờ ở trên người nhị nha. A! À, ngay lúc này, trên phi thăng đài, đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của nhị nha. Thời khắc này hai mắt nhị nha đỏ ngầu, hai tay nàng mãnh liệt vỗ xuống. Ầm! Toàn bộ thế giới run lên kịch liệt. Sau một khắc, trên hai tay nhị nha, móng tay càng ngày càng dài, rất nhanh, trên đôi tay kia xuất hiện 10 móng vuốt dài đến 10 mấy cm.
Dưới cơn thịnh nộ, nhị nha tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Dương Diệp, nàng chụp tới một chảo, trực tiếp vỗ vào kiếm thủ trong tay Dương Diệp. Ầm, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, mà trong tay hắn, kiếm thủ tầng tầng rạn nứt, dường như sau một khắc sẽ triệt để vỡ nát. Nhưng nhị nha không có dừng tay, nàng nhào về phía Dương Diệp lần nữa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, không dám dùng kiếm thủ và kiếm tổ, vội vàng sử dụng kiếm sát. Xuy, một đạo kiếm quang lóe lên. Đúng là kiếm sát kia. Rất nhanh, Dương Diệp ngẩn người tại chỗ. Xa xa, tay phải nhị nha nắm kiếm sát, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, hai tay nhị nha nắm kiếm sát mãnh liệt dùng sức. Kiếm sát cong lên. Nàng muốn bẻ gãy siêu thần khí. Dương Diệp bối rối. Bẻ kiếm. Ở trong mắt Dương Diệp, nhị nha sử dụng khí lực bú sữa mẹ, muốn bẻ gãy kiếm. Sát. Nhưng siêu thần khí chính là siêu thần khí, làm sao có thể bị bẻ gãy? Thấy không cách nào bẻ gãy siêu thần khí, trong mắt nhị nha hiện ra lệ khí. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, tay phải cầm kiếm sát ném một cái. Xuy. Kiếm quang lóe lên. Lực lượng thân thể cường đại tăng thêm kiếm sát sắc bén, chỗ đi qua không gian giống như giấy giòn, bị xé rách nát. Dương Diệp không dám khinh thường, bước ra một bước, kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, tốc độ của kiếm sát lập tức chậm lại, rất nhanh, hắn đưa tay nắm một cái. Nhưng sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Lực lượng của nhị nha quá kinh khủng. Lúc này, nhị nha đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Nhị nha, người tỉnh táo một chút. Nhưng nhị nha mắt điếc tai ngơ. Nàng đi vào trước mặt Dương Diệp, vỗ xuống một chảo. Dương Diệp không có đón đỡ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ nhàng lui hơn 10 trượng. Nhìn thấy Dương Diệp rút lui, nhị nha gầm lên giận dữ, chân phải đạp mạnh. Ầm, phi thăng đài run lên kịch liệt, nhị nha lui đến biên giới phi thăng đài, sau đó đá vào biên giới một cước. Ầm, phi thăng đài bị nhị nha đá đập về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm trong tay đâm một cái, một nhát này cứng rắn chặn phi thăng đài khổng lồ kia. Bên kia phi thăng đài, nhị nha tung người nhảy vọt, lại đá vào trên phi thăng đài một cước. Rầm rầm rầm. Một cước này rơi xuống, Dương Diệp và phi thăng đài liên tục lùi lại. Nhị nha muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, An Nam Tĩnh mặt không cảm xúc nhìn nhị nha. Chớ đả thương nàng. Một bên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Dương Diệp nói xong, nhị nha đột nhiên vỗ về phía An Nam Tĩnh. Thương ra. An Nam Tĩnh cầm thương đâm một cái, một phát này trực tiếp đâm vào lòng bàn tay nhị nha. Ầm. An Nam Tĩnh bị đẩy lui gần trăm trượng. Tay phải nàng đang run rẩy. Ngoài trăm trượng, An Nam Tĩnh nhíu mày, lực lượng của nhị nha. Dương Diệp trầm giọng nói. Lực lượng của nàng còn đang tăng cường. Còn nữa, cẩn thận móng vuốt của nàng, móng vuốt kia. Thần khí cũng có thể xé rách. An Nam Tĩnh trầm ngâm. Liên thủ. Nói xong, nàng để trường thương trong tay xuống, sau đó chạy về phía nhị nha. Chỉ nháy mắt, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nhị nha, tung ra một đấm. Nhìn thấy An Nam Tĩnh ra quyền, nhị nha không sợ hãi chút nào, chảo chộp tới quả đấm của An Nam Tĩnh, bất quá ngay thời điểm quả đấm của An Nam Tĩnh sắp đánh vào trên móng vuốt của nhị nha, quả đấm của nàng đột nhiên đổi thành trường. Tay phải hơi rời một chút, chảo của nhị nha thất bại, nhưng không chờ nhị nha thu tay lại, tay của An Nam Tĩnh đột nhiên bắt được cổ tay nàng, mãnh liệt kéo một phát, sau đó đánh vào trên ngực nhị nha một quyền. Ầm, nhị nha vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy Dương Diệp, lệ khí trong mắt nhị nha càng đậm. Nàng không nói hai lời, tung người nhảy vọt, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, hắn không dám đón đỡ nhị nha. Nhục thể của nha đầu này quá đáng sợ. Kiếm quang lóe lên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ba người bắt đầu chiến đấu. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều không dám đánh thật sự, bởi vì nếu như bọn hắn liều mạng, rất có thể sẽ làm bị thương nhị nha. Nhưng không liều mạng, bọn hắn lại bó tay với nhị nha. Lực lượng thân thể của nhị nha quá biến thái, đặc biệt là móng vuốt, bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều không dám để cho móng vuốt của nhị nha đụng phải. Chỉ cần đụng phải, tuyệt đối không chết cũng bị thương.
ngay cả thần khí đều có thể hủy a. Ở một bên khác là Tiểu Ngưu, Kiếm Kinh, Thái Cổ Lệ Hổ, Vũ Kỳ Lân, Thái Cổ Chân Long. Giờ phút này, bọn hắn đều nhìn ba người Dương Diệp. Phải nói, ánh mắt mấy con đại yêu đều rơi ở trên người Nhị Nha. Nhị Nha thật đáng sợ. Cho dù là Thái Cổ Chân Long, ở trong lòng cũng hết sức bội phục Nhị Nha. Nhị Nha bất kể là lực lượng, hay phòng ngự đều vượt xa nó. Nếu như để cho nó và Nhị Nha đánh nhau, đặc biệt là lúc Nhị Nha không bình thường, nó không có một chút phần thắng. Nhị Nha đối với yêu thú, là có huyết mạch áp chế. Đừng nhìn Nhị Nha rất nhỏ, nhưng ở trong lòng các yêu thú, đây là đại tỷ, quyết không thể mạo phạm. Về phần Tiểu Bạch, đó là đại gia, càng thêm không thể mạo phạm. Nhìn ba người rằng co không dứt, hơn nữa Nhị Nha còn càng đánh càng mạnh, Kiếm Kinh trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Bạch đâu, nhanh bảo nàng tới khuyên. Tiểu Bạch đâu? Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, hình như vị đại gia kia không ở đây. Lúc này Tiểu Ngưu biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết đại gia kia ở đâu. Tiểu Ngưu vội vàng chạy tới phía sau núi Kiếm Tông, trong khu rừng nhỏ kia, Tiểu Ngưu thấy Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch đang nằm ở trên hai cây hỗn nguyên thụ ngáy o. O, hai cây hỗn nguyên thụ bao bọc ở dưới Tiểu Bạch, như cái nôi nhẹ nhàng lay động. Ở trên hai cây hỗn nguyên thụ, có 6 trái hỗn nguyên quả. Sắp thành thục rồi. Ánh mắt Tiểu Ngưu cực kỳ khó khăn, rời khỏi hỗn nguyên quả, nó đi tới trước mặt Tiểu Bạch, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhẹ lay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thờ ơ, vẫn còn nằm ngáy o. O. Tiểu Ngưu do dự một chút, sau đó mở miệng. Bảo, bối. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch nhảy bật lên, sau đó mở mắt nhìn xung quanh. Tiểu Ngưu. Phi thăng đài, ba người còn đang đại chiến. Kỳ thật nếu như An Nam Tĩnh và Dương Diệp chơi thực sự, sợ là Nhị Nha đã sớm xanh cỏ. Tuy thân thể nàng cực kỳ cường đại, lực lượng cũng mạnh, nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh không hề yếu. Thời điểm An Nam Tĩnh và Dương Diệp giao thủ với Nhị Nha, căn bản không dám hạ tử thủ, cũng không dám nhằm vào chỗ yếu hại của Nhị Nha. Nhưng bọn hắn không đánh thật, lại phát hiện rất khó giải quyết Nhị Nha. Nhị Nha càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Hiển nhiên, nàng đã coi Dương Diệp và An Nam Tĩnh là bồi luyện, một bên. Tiểu Bạch ngồi ở trên bờ vai Tiểu Ngưu đi đến. Chứng kiến Nhị Nha đang cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh đại chiến, ánh mắt Tiểu Bạch trợn lên, bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Lũ yêu. Tiểu Bạch không có khuyên can, trong mắt của nàng, ba người Dương Diệp là đang chơi đùa. Xa xa, Nhị Nha càng đánh càng hưng phấn, sau khi hai đấm đánh bay Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nàng đột nhiên hưng phấn nói. Đến, đến, An tỷ tỷ, Dương ca ca. Tiếp tục tới. Lời vừa nói ra, Nhị Nha giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng câm miệng. Nàng nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, có một loại cảm giác không tốt. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh và Dương Diệp nhìn nhau, không cần phải nói, tiểu vương bát đản này đã sớm thanh tỉnh. An Nam Tĩnh nhìn về phía Nhị Nha, trong tay nàng xuất hiện một cây trường thương, sau một khắc, An Nam Tĩnh bước tới trước một bước này, lập tức đi tới trước mặt Nhị Nha. Thương ra. Một thương tín niệm. Một phát này, kẹp theo tín niệm võ đạo vô địch của An Nam Tĩnh. Sắc mặt Nhị Nha đại biến, tay phải lắc lắc, sau đó đánh ra một chảo. Thương chảo chạm vào nhau. Ầm. Trong mắt của mọi người, Nhị Nha bị chấn bay ra ngoài, nhưng An Nam Tĩnh không chút sức mẻ. Mà thời điểm Nhị Nha bay ra ngoài, một đạo kiếm quang lóe lên. Đạo kiếm quang này trực tiếp đánh vào trên người Nhị Nha. Nhị Nha bay nhanh hơn. Trong tràng, An Nam Tĩnh và Dương Diệp đồng thời biến mất. Cách đó không xa, lập tức vang lên tiếng kêu rên của Nhị Nha. An tỷ tỷ, Dương ca ca, ta sai rồi, đừng đánh, đau, thật sự rất đau. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngừng lại. Tuy Nhị Nha lợi hại, nhưng một khi hai người bọn họ nghiêm túc, coi như không phá được nhục thể của Nhị Nha, đánh nàng đau nhất là dư xài. Hơn nữa, nếu như hạ tử thủ, bọn hắn cũng có thể phá được thân thể của Nhị Nha. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không hạ tử thủ, bất quá dạy dỗ một chút là phải làm. Xa xa, Nhị Nha ngồi dưới đất thở hổn hển. Đánh mệt mỏi. Đám người Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, Dương Diệp nói. Nhị Nha, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhị Nha nhìn Dương Diệp. Chuyện gì? Dương Diệp nói.
chính là vừa rồi ngươi nổi điên. Nổi điên? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết, dù sao mới vừa rồi, ta rất muốn đánh nhau, đặc biệt là muốn đánh Dương ca ca ngươi. Dương Diệp. Có thể là vì huyết mạch của nàng. Lúc này Kiếm Kinh đột nhiên nói. Huyết mạch. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Nhị Nha rốt cuộc có huyết mạch gì? Kiếm Kinh trầm mặc. Ta cũng không dám khẳng định. Dương Diệp đang muốn nói cái gì, lúc này An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn đột nhiên đi tới trước mặt Nhị Nha. Sau này học ta. Nhị Nha ngây ngẩn cả người. Mọi người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Nhị Nha. Cậy mạnh, không tốt. Cậy mạnh. Kiếm Kinh trầm giọng nói. An cô nương nói cực phải, Nhị Nha có phòng ngự vô địch, lực lượng thân thể vô địch, còn có móng vuốt có thể xé rách thần khí, nhưng không hiểu kỹ xảo chiến đấu, vừa đánh nhau, chỉ biết cậy mạnh, tuy dốc hết toàn lực phá vạn pháp, nhưng nếu như gặp phải đối thủ cùng giai, ví dụ như Dương Diệp và An cô nương, nàng sẽ bị thua thiệt. Nếu như nàng có thể học được kỹ xảo chiến đấu, đó không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Kỹ xảo chiến đấu. Nếu như Nhị Nha có kỹ xảo chiến đấu như An Nam Tĩnh, chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố a. Nhị Nha đột nhiên đứng lên. Ta không học, ta muốn cùng Tiểu Bạch chơi, Tiểu Bạch, người nói có đúng không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đang định gật đầu liền vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ nàng không chơi, thần sắc của nàng cực kỳ đứng đắn. Nhị Nha. Cứ như vậy, thời gian thống khổ của Nhị Nha bắt đầu. Nguyên bản nàng tự do tự tại, hiện tại mỗi ngày phải bỏ ra một số thời gian đi học tập kỹ xảo chiến đấu của An Nam Tĩnh. Mới đầu Nhị Nha rất không tình nguyện, bất quá sau khi học được, nàng đột nhiên sinh ra hứng thú. Bởi vì nàng phát hiện, một ít ý tưởng cùng kỹ xảo chiến đấu của nhân loại rất có ý. Tú, mà Dương Diệp cũng đang điên cuồng tu luyện. Song kiếm lưu, đã đến cấp bậc như hắn, lực lượng thuần túy, tốc độ thuần túy mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, kiếm kỹ và võ kỹ cũng cực kỳ hữu dụng. Kiếm kỹ cùng võ kỹ, chính là một loại kéo dài của lực lượng và tốc độ. Bây giờ át chủ bài của Dương Diệp, ngoại trừ thần khí còn có hai cái, chính là kiếm vực và phi kiếm. Kiếm vực gia trì, phi kiếm là kiếm kỹ, kiếm vực của hắn, có thể tăng uy lực của kiếm lên vô số lần, nếu như lại thêm kiếm sát, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Có thể nói, thực lực chân eo chính của Dương Diệp chính là ở dưới trạng thái phong ma, hắn thi triển kiếm vực, phong ma kiếm pháp và phi kiếm. Hắn ở dưới loại trạng thái này, C là kinh khủng nhất. Đương nhiên, át chủ bài lớn nhất là tu vi cảnh giới. Hắn hiện tại vẫn còn áp chế cảnh giới của mình, nếu như hắn khô kinh áp chế, cảnh giới của hắn sẽ tăng tới trình độ nào? Hắn không biết, bất quá chỉ cần hắn còn có thể áp chế, hắn sẽ một mực áp chế. Áp chế đến không thể áp chế mới thôi. Ở trong vũ điện, Dương Diệp xem tất cả kiếm kỹ, bất quá hắn không có tu luyện. Đến trình độ như hắn, bất kể là kiếm đạo hay kiếm kỹ, đều đã có phong cách riêng của mình, hắn không cần phải đi con đường của người khác, mà là học, tham khảo, hoàn thiện. Những kiếm kỹ kia chỉ có thể giúp hắn hoàn thiện kiếm đạo, kiếm kỹ của mình. Kể cả song kiếm thuật, hắn cũng chỉ mượn ưu điểm, đến hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Mà không phải dập khuôn trích dẫn. Không chỉ hắn, An Nam Tĩnh cũng như thế. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở trong vũ điện. Ly khai Hồng Mông Tháp, Dương Diệp phát hiện, A Lãnh đã không có mặt. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời vũ điện. Ở cửa vũ điện là Hoang Doanh. Như thế nào? Hoang Doanh cười nói. Dương Diệp nói. Thu hoạch rất nhiều. Như vậy rất tốt. Hoang Doanh cười nói. Đi đạo điện xem một chút đi, chỗ đó có thật nhiều võ đạo thần thông cùng với vô số cường giả hoang tộc ta ngộ đạo lưu lại, còn có rất nhiều bí pháp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. A Lãnh cô nương đâu? Hoang Doanh trầm giọng nói. Gia tộc của nàng gửi thư, bảo nàng lập tức trở về gia tộc, hình như là có chuyện. Dương Diệp nhíu mày. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hoang Doanh gật đầu. Hẳn là có việc gấp gì, bằng không thì nàng sẽ không trở về gấp như vậy. Yên tâm đi, bây giờ nàng giao hảo với ngươi và ta, chỉ cần gia tộc của nàng không bệnh thần kinh, sẽ không buộc nàng làm chuyện ngu xuẩn gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta có thể ở trong đạo điện mấy ngày. Hoang Doanh cười khổ.
một ngày, thật có lỗi, điểm cống hiến của ta đã tới đáy. Dương Diệp cười nói. Vậy đủ rồi. Hoàng Doanh cười nói. Chúc ngươi có thu hoạch tốt. Nói xong, Hoàng Doanh quay người rời đi. Dương Diệp đi theo Hoàng Doanh tới đạo điện. Trong đạo điện, Dương Diệp gặp được một người quen, là Hoàng Thiên Hành. Chứng kiến Dương Diệp đến, Hoàng Thiên Hành hơi gật đầu, Dương Diệp cũng gật đầu đáp lại. Hai người không nói gì nhiều. Dương Diệp đi đến một bên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này chỉ có 5 giá sách, quyển trục trên giá sách cũng rất ít, chỉ có vẻn vẹn 20 mấy quyển. Bất quá phân loại rất rõ ràng, nào là cảm ngộ võ đạo, nào là thần thông bí thuật, phía trên đều có ghi rành mạch. An Nam Tính cũng xuất hiện, An Nam Tính nhìn tất cả, bởi vì nàng có thể hấp thu. Nhưng Dương Diệp thì không được, ở phương diện thiên phú, hắn thật không bằng An Nam Tính. Hắn chỉ nhìn thứ thích hợp hắn. Dương Diệp đi tới trước một giá sách, hắn cầm lên một quyển trục, trên quyển trục có 2 chữ, kiếm đạo. Dương Diệp tìm bốn phía, chỉ phát hiện một quyển cảm ngộ kiếm đạo. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ở trong lịch sử hoang tộc ta, có rất nhiều kiếm tu, nhưng chân chính có đại thành tựu, lại chỉ có một vị. Hơn nữa cũng chỉ có cảm ngộ kiếm đạo của hắn, mới có tư cách ở lại chỗ này. Dương Diệp quay đầu, nói chuyện là Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành nói, bất quá, ta cảm thấy cảm ngộ kiếm đạo của hắn không thích hợp ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng Thiên Hành nói, bởi vì phong cách kiếm đạo của hắn hoàn toàn khác phong cách kiếm đạo của ngươi, hắn là vương đạo chi kiếm, đường đường chính chính. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, kiếm đạo của ngươi chủ sát phạt, kiếm đạo của các ngươi, hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cảm ngộ kiếm đạo của hắn với ngươi mà nói, tác dụng hẳn không lớn. Dương Diệp mở quyển trục nhìn thoáng qua, hàng thứ nhất viết, kiếm, quân tử đạo. Người dùng kiếm, tâm cần chính, phẩm cần. Kiếm, chính là dùng để giết người. Bất quá thế nhân phủ thêm cho kiếm bao nhiêu tầng áo khoác hoa lệ, cũng không che giấu được nó chỉ là một công cụ giết người. Đương nhiên, ở trong tay người khác nhau, cái công cụ này có ý nghĩa bất đồng. Nhưng bản chất của nó là được sáng tạo ra để giết người. Nghĩ vậy, Dương Diệp nở nụ cười. Mục tiêu của hắn, không phải truy cầu kiếm đạo, mà là truy cầu giết người. Giết người, không phải vì giết, mà là vì thủ hộ mà giết. Trời đất bao la, thân nhân lớn nhất, ai dám phạm thân nhân ta, giết. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp quét sạch mờ mịt. Tinh thần sảng khoái. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm niệm thông suốt, chỗ tốt đối với kiếm tu là cực kỳ to lớn. Hoàng Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Hiện tại Hoàng Doanh đã là Thái tử Điện Hạ, mà Hoàng Doanh và Dương Diệp là bằng hữu, có thể nói, Hoàng tộc đã tán thành Dương Diệp. Hơn nữa Hoàng tộc rất tôn trọng cường giả, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục gây phiền toái cho Dương Diệp. Dù sao cũng là Hoàng tộc thế tử, mà không phải loại phú nhị đại không não ngu xuẩn. Con đường võ đạo và kiếm đạo, phiêu miễu xa xôi, cần từng giây từng phút kiên định đạo tâm của mình. Kiên định con đường mình cần phải đi. Bởi vì rất nhiều người đi đến nửa đường đã bị mất phương hướng, hoặc buông tha cho đạo của mình. Dương Diệp rất rõ ràng đạo lý này, bởi vậy hắn từng giây từng phút đều cần rõ ràng tâm của mình, rõ ràng con đường của mình. Người có đại nghị lực, mới có thể đi đến đỉnh phong. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp lại tìm một số thần thông bí thuật. Thần phân thuật. Cái gọi là thần phân thuật, kỳ thật chính là phân thân thuật. Loại phân thân này rất đặc thù, bởi vì thần phân thuật này chia ra phân thân có được 95% chiến lực của bản thể. Đương nhiên là có thời gian hạn chế, chỉ có thể tồn tại 10 tức, tối đa có thể tồn tại 100 tức. Cái này có quan hệ tới thực lực cá nhân. 95% chiến lực, cái kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là trong nháy mắt, hắn có thể 2 đánh 1. Thử nghĩ một hồi, hai Dương Diệp đồng thời thi triển phong ma kiếm pháp, hoặc ngũ kiếm kiếm vực. Đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng Hoàng Thiên Hành lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Thần phân thuật, ở trong tất cả bí pháp xem như đứng đầu nhất, nhưng hoàng tộc ta có rất ít người tu luyện, người biết vì sao không? Dương Diệp nhìn về phía Hoàng Thiên Hành. Vì sao? Hoàng Thiên Hành nói. Phân tư cách, địa vị thân, không chỉ phân thân, còn phải phân hồn. Phân thân đơn giản, nhưng phân hồn khó. Phân thân xảy ra lầm lỗi, vấn đề không lớn. Nhiều lắm là thống khổ chút. Nhưng nếu phân hồn xảy ra chuyện, như vậy vấn đề sẽ rất lớn,
hơi có sai lầm, vô cùng có khả năng thần hồn câu diệt. Bởi vậy ở hoang tộc ta, vô số người không dám tu tập. Phân hồn. Dương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ không có người tu luyện thành công qua? Hoang Thiên Hành nói. Có, hai người, một người là tổ tiên sáng tạo ra bí thuật này, còn có một, cũng là tổ tiên hoang tộc ta, hắn có thể tu luyện thành công, là bởi vì hắn có một thần vật có thể trấn áp thần hồn, không cho thần hồn xảy ra vấn đề. Ở dưới loại tình huống này, hắn mới học được thần phân thuật. Mà người còn lại, ở trong lịch sử gia tộc từng có hai người, một người thần hồn câu diệt, một người thần hồn bị thương nặng, đã thành ngu ngốc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như người muốn tu luyện, lại không có chí bảo trấn áp thần hồn, vậy tốt nhất đừng thử nghiệm. Không cược nổi. Trấn áp thần hồn. Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn nghĩ tới một vật. Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp không phải có thể trấn áp thần hồn sao? Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, trời cũng trợ giúp mình. Một bên, Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chúc mừng. Hắn biết, Dương Diệp này nhất định là có được chí bảo trấn áp thần hồn. Bất quá cái này cũng bình thường. Trên người gia hỏa này có cả linh tổ a. Có linh tổ ở đây, bảo bối còn có thể thiếu sao? Coi như không có, linh tổ cũng có thể tìm đến một kiện. Được trời yêu ái. Hoang Thiên Hành lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Đa tạ. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của Dương Diệp. Bước chân của Hoang Thiên Hành có chút dừng lại, hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ngoài điện, Hoang Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đột nhiên hắn phát hiện, Dương Diệp này cũng không có ngang ngược kiêu ngạo như nghe đồn, không đối địch, sẽ rất dễ chung sống. Trong đạo điện. Dương Diệp trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một tiểu tháp. Đúng là Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Lần này sau khi ly khai hoang tộc, hắn không muốn lại bị người đuổi giết. Thời gian bị đuổi giết quá lâu, quá oan uổng rồi. Là thời điểm đổi lại Dương Diệp hắn giơ đồ đao lên đuổi giết người khác. Nhìn một hồi, Dương Diệp lắc đầu, thu hồi quyển trục kia. Như Hoang Thiên Hành nói, cảm ngộ kiếm đạo này cùng kiếm đạo của hắn, hoàn. Toàn khác nhau. Kiếm đạo của mình là cái gì? Là thà gãy không cong, là cận kề cái chết không nhút nhát, là bất khuất. Thật là những thứ này sao? Dương Diệp lắc đầu, những thứ này đều là giả. Kiếm đạo. Kỳ thật ở trong lòng hắn, kiếm chính là dùng để giết người. Nói kiếm đạo, không bằng nói là sát đạo. Sát đạo cùng kiếm đạo. Là không có gì khác nhau. Nói cao thượng như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được sự thật kiếm của hắn là dùng để giết người, lúc này mới là thời điểm khó khăn nhất. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần thử nghiệm. Thời điểm Dương Diệp tu luyện, An Nam Tĩnh và Nhị Nha cũng đang tu luyện, phải nói còn có Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu và Nhị Nha đều theo An Nam Tĩnh học tập kỹ xảo chiến đấu. Về phần Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ, hình thể của bọn nó quyết định bọn nó không cách nào học tập kỹ xảo chiến đấu của nhân loại. Tiểu Ngưu và Nhị Nha chỉ có hai chân, hình thể bọn họ giống như nhân loại. Mà đám thú Thái Cổ Chân Long lại khác, tuy bọn hắn có thể hóa thành hình người, nhưng mà kể từ đó, ngược lại sẽ mất đi ưu thế vốn có của bọn hắn. Ở dưới sự dạy dỗ của An Nam Tĩnh, thực lực của Nhị Nha càng kinh khủng. Nàng bây giờ, đã không đơn thuần là man lực, thời điểm đối luyện với nàng. Coi như là An Nam Tĩnh cũng phải thận trọng đối đãi. Về phần Tiểu Ngưu, An Nam Tĩnh thật không có cách nào, dậy đến dậy đi, gia hỏa này chỉ biết mấy chiêu. Cuối cùng, An Nam Tĩnh chỉ có thể để cho hắn điên cuồng luyện tập mấy chiêu kia. Bổ, quét, chém. Tiểu Ngưu điên cuồng luyện ba chiêu này. Hiệu quả tự nhiên là có, đặc biệt là Tiểu Ngưu còn cầm thần khí, chống lại đại yêu bình thường, cho dù là Thái Cổ Chân Long, Tiểu Ngưu cũng có thể đánh một trận. Thái Cổ Chân Long lại lợi hại, cái búa kia cũng có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Về phần Nhị Nha, Tiểu Ngưu nghĩ cũng đừng nghĩ. Mấy con đại yêu này và Nhị Nha chênh lệch rất lớn, hiển nhiên chúng cũng ý thức được điểm ấy, đều bắt đầu cần cù tu luyện. Không thể cản trở. Đây là lời của Tiểu Bạch. Hơn nữa ở trong Hồng Mông Tháp này, chúng cũng không muốn tụt lại phía sau. Không có thực lực, không có chiến lực, chỉ ăn không ngồi rồi, chúng cũng cảm thấy xin lỗi bản thân. Yêu thú cũng có tự ái. Về phần Tiểu Bạch, nàng căn bản không biết tu luyện là cái gì,
phải nói, nàng mỗi ngày đi ngủ chính là đang tu luyện. Phía sau núi Kiếm Tông, trong rừng cây nhỏ, ánh mắt Tiểu Bạch nhìn trái cây trên Hỗn Nguyên Thụ. Sắp chín. Bồi dưỡng. Loại quả này, tuy rất tốt, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, còn không có trọng yếu như vậy, sở dĩ nàng nhọc lòng bồi dưỡng Hỗn Nguyên Thụ, mục đích thực sự là vì đám người Tiểu Ngưu. Không chỉ vì mấy đại yêu kia có thể giúp Dương Diệp, còn bởi vì nàng thật coi mấy con đại yêu này là người thân. Tình cảnh Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long lấy mạng bảo hộ nàng, nàng một mực nhớ kỹ. Kỳ thật hết thảy đều là trợ giúp lẫn nhau. Tiểu Bạch tốt với mấy con đại yêu, chúng cũng một mực ghi nhớ. Đặc biệt là Tiểu Ngưu, nếu như không có Tiểu Bạch, nó tuyệt đối đi không tới trình độ như bây giờ. Nhiều khi cảm tình của yêu tộc càng thêm đơn thuần. Người tốt với ta, ta tốt với ngươi, thế thôi. Trước Hỗn Nguyên Thụ, Tiểu Bạch đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, rốt cuộc hai cây Hỗn Nguyên Thụ chấn động, sáu quả cây tự động chóc ra, sau đó trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch. Đây là Hỗn Nguyên Thụ hồi báo. Kỳ thật Tiểu Bạch không biết, trong lịch sử, ngoại nhân muốn hái Hỗn Nguyên quả của chúng, không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Chỉ có loại siêu cấp cường giả, mới có thể từ trên người chúng hái xuống trái cây. Nhưng ở chỗ này, nếu như chúng không muốn cho, chọc giận Tiểu Bạch, không chỉ trái cây không bảo vệ được, ngay cả mạng của bọn nó cũng không bảo vệ được. Hỗn Nguyên Thụ rất thông minh, chủ động cho Tiểu Bạch. Chỉ cần trợ giúp được Tiểu Bạch, tương lai của chúng sẽ tốt hơn, đi càng xa hơn, không phải mấy quả trái cây có thể so sánh. Tiểu Bạch thu hồi 6 quả cây, nàng nhìn Hỗn Nguyên Thụ nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người biến mất. Tại chỗ, hai cây Hỗn Nguyên Thụ theo gió đung đưa. Tiểu Bạch mang theo 6 quả cây chạy đi, rất nhanh, nàng đi tới trước một gian đại điện, cửa đại điện mở ra. Một nữ tử váy tím đi ra. Đúng là Tử Nhi. Giờ phút này, Tử Nhi đã đạt đến phá giới cảnh. Có thể nói, cảnh giới của Tử Nhi là Tiểu Bạch dùng Hỗn Nguyên quả cưỡng ép tăng lên. Cho dù là tổ tiên của Tử Điêu nhất tộc, sợ là thành tựu cũng không bằng Tử Nhi. Tử Nhi đã đột phá huyết mạch của tổ tiên nàng, có được huyết mạch mới. Đương nhiên, chiến lực của nàng còn kém Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long rất nhiều. Bất quá Tử Nhi đã rất hài lòng. Sống càng lâu, thì đồng nghĩa với thời gian ở cùng Dương Diệp càng lâu. Có một loại hạnh phúc, gọi là ở bên nhau. Có thể ở bên người mình thích, liền rất hạnh phúc rồi. Trước đại điện, Tiểu Bạch bưng lấy một Hỗn Nguyên quả đưa tới trước mặt Tử Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạn. Nàng, Tử Nhi, Kiếm Tổ, các nàng làm bạn bên người Dương Diệp sớm nhất, cũng lâu nhất. Đặc biệt là Tử Nhi, thời điểm Dương Diệp chỉ là một tiểu tạp dịch đã bắt đầu theo Dương Diệp rồi. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu Bạch nhà ta không nghịch ngợm giống như trước kia rồi. Tiểu Bạch lúc trước là một con gấu con, nghịch ngợm không sao chịu nổi. Tuy hiện tại ở rất nhiều thời điểm cũng nghịch ngợm, bất quá đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không đùa dai. Tiểu Bạch đưa trái cây cho Tử Nhi, nàng ôm đầu Tử Nhi nhẹ nhàng cọ sát, sau đó xoay người nhún nhảy biến mất ở xa xa. Tử Nhi lắc đầu cười cười, nhìn trái cây trong tay, trong nội tâm rất ấm. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Tử Nhi. Thân thể mềm mại của Tử Nhi khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn lại, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Tử Nhi nhìn Dương Diệp, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tử Nhi, hai người nắm tay ngồi ở trước thềm đá của đại điện. Dương Diệp nhìn về chân trời, nói khẽ. Còn nhớ thời điểm chúng ta mới gặp gỡ không? Tử Nhi gật đầu, khi đó nàng nhìn thấy Dương Diệp. Cảm giác đầu tiên là, người này thật yếu. Dương Diệp không có nói chuyện, nhẹ nhàng ôm Tử Nhi, hai người cứ như vậy ngồi ở trên thềm đá. Một buổi hoàng hôn lặng yên trôi qua trong ấm áp. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của Dương Diệp từ nhu hòa biến thành lạnh như băng. Ở thế giới cường giả vi tôn, muốn mình và thân nhân sống khỏe mạnh, có tôn nghiêm sống sót, nắm đấm nhất định phải đủ cứng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tử Nhi, hết thảy nơi đây. Hắn không cho phép người nào đến phá hư. Mặt tốt đẹp, để lại cho người thân nhất của mình, mặt tàn khốc, mình đi đối mặt. Trên thềm đá, hai người ôm nhau thật chặt. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch gọi đám người Tiểu Ngưu qua. Đám người Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, chuẩn xác mà nói là 4 quả cây ở trước mặt Tiểu Bạch.
Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ trái cây trước mặt, sau đó chỉ đám người Tiểu Ngưu, ý là một con một cái. Tiểu Ngưu do dự một chút, sau đó hắn đi tới, tiếp đó ở dưới đám người Thái Cổ Chân Long nhìn chăm chú, Tiểu Ngưu cầm lên một quả trái cây, an tĩnh đi đến một bên. Nếu Tiểu Bạch bảo cầm, hắn liền lấy. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rất muốn cầm. Nhìn thấy Tiểu Ngưu đã cầm, đám người Thái Cổ Chân Long cũng không khách khí, nhao nhao tiến lên lấy một quả thuộc về mình. Trong đó, kích động nhất không ai qua được Vũ Kỳ Lân và Thái Cổ Lệ Hổ. Nếu như hai đại yêu không gặp Tiểu Bạch, sợ là cả đời cũng không được ăn Hỗn Nguyên quả. Nhìn thấy mọi người cầm trái cây, Tiểu Bạch quay người biến mất ở xa xa. Hiển nhiên, cái cuối cùng là đưa cho nhị nha. Trên phi thăng đài, lũ yêu nhìn nhau, sau đó nhao nhao quay người rời đi. Nếu như ở trong rừng sâu, mấy đại yêu nhất định sẽ vì Hỗn Nguyên quả này đánh đập tàn nhẫn. Nhưng ở chỗ này, chúng không làm như vậy, cũng không phải bởi vì Dương Diệp trấn nhiếp, cũng không phải bởi vì Tiểu Bạch, mà bởi vì đoạn đường này cộng đồng chiến đấu. Mấy đại yêu đã trở thành bằng hữu. Bên kia, nhị nha vẫn còn chiến đấu với An Nam Tĩnh, phương pháp huấn luyện của An Nam Tĩnh chính là chiến đấu vừa chỉ đạo. Hơn nữa sau khi chiến đấu sẽ dừng lại, chỉ ra điểm chưa đủ của nhị nha. Dưới loại tình huống này, tiến bộ của nhị nha tự nhiên là rất lớn. Hơn nữa năng lực học tập của nhị nha cũng rất mạnh. Nhìn thấy Tiểu Bạch đến, nhị nha và An Nam Tĩnh đều ngừng lại, hai người nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ném một cái, Hỗn Nguyên quả rơi vào trước mặt nhị nha. Nhị nha lau mồ hôi trên mặt, sau đó nói. Tiểu Bạch, người có muốn ăn một chút không? Tiểu Bạch lắc đầu. Quả này ăn không ngon. Tiểu Bạch ăn cái gì, chỉ nhìn ăn có ngon hay không, mà không phải nhìn cấp bậc. Nhị nha liếm môi một cái. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. An tỷ tỷ, ta ăn quả này trước được không? Đối với An Nam Tĩnh, nhị nha tôn kính phát ra từ nội tâm. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. An Nam Tĩnh đi rồi, nhị nha vội vàng ăn vừa nói. Tiểu Bạch, An tỷ tỷ nói, ta phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vì bên ngoài giống như có rất nhiều người có ý đồ với ngươi. Tiểu Bạch. Người biết tại sao bọn hắn lại có ý đồ với ngươi không? Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị nha hung hăng cắn một miếng, sau đó nói. An tỷ tỷ nói ngươi là linh tổ, ngươi biết cái gì là linh tổ không? Linh tổ. Tiểu Bạch lần nữa lắc đầu. Nhị nha hừ một tiếng. Ta cũng không biết. Vừa nói, nàng vụng trộm liếc bốn phía, sau đó nói. Tiểu Bạch, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, gần đây ta hay nằm mộng. Ta mơ thấy mình rất lợi hại, lợi hại tới trình độ nào nhỉ, như Dương ca ca, ta một chảo có thể đập chết. Nhưng ngươi đừng nói cho Dương ca ca biết, bằng không thì ta sẽ bị hắn đánh mông. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nàng lấy ra một sâu mứt quả đưa tới bên miệng nhị nha. Nhị nha liếm liếm, sau đó nói. Yên tâm đi Tiểu Bạch, trước kia đồ phu nói, đi ra lăn lộn, phải nói nghĩa khí. Tiểu Bạch, ngươi là bằng hữu tốt nhất của nhị nha ta. Ai dám có ý đồ với ngươi, nhất định phải dẫm lên thi thể của ta. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của nhị nha cực kỳ đứng đắn. Nàng không nói đùa. Trong Hồng Mông Tháp, sau khi đám người nhị nha, Tiểu Ngưu ăn xong Hỗn Nguyên quả, nhao nhao về tới địa bàn của mình. Rất nhanh, từng đạo khí thế mạnh mẽ từ trong vùng núi kia tràn ra. Tăng lên, Hỗn Nguyên quả lại lần nữa cho thấy công hiệu cường đại của nó. Trong phòng tu luyện của Dương Diệp, ở dưới hắn điên cuồng tu luyện, thần phân thuật dần dần đã có hiệu quả. Sau một tháng, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau núi Kiếm Tông phóng lên trời, cỗ khí tức này thẳng vào mây xanh, chấn động toàn bộ thiên địa. Khí tức của tứ giới yêu thủ, Tiểu Ngưu. Lúc này đây đột phá là Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu tăng lên lớn nhất, trực tiếp bước vào tứ giới. Sau khi đột phá, Tiểu Ngưu lưng đeo hồng hoang khai thiên phủ đi tới phi thăng đài, giờ phút này Tiểu Bạch đang ở nơi đó. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Ngưu cười cười, Tiểu Ngưu lại lợi hại hơn. Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, sau đó cung kính đứng ở sau lưng Tiểu Bạch. Lúc này, lại một đạo khí tức cường đại từ xa xa phóng lên trời. Trong cỗ khí tức này mang theo khí tức bạo lệ nồng nặc. Thái cổ lệ hổ. Giống. Ở trong dãy núi mờ mịt, một tiếng hổ gầm vang lên. Ngay sau đó, một hắc ảnh rơi vào trên phi thăng đài. Đúng là Thái cổ lệ hổ. Tứ giới đại yêu. Giờ khắc này,
Thái Cổ Lệ Hổ cũng đạt tới tứ giới, hơn nữa còn là tứ giới đỉnh phong. Thái Cổ Lệ Hổ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Tiểu Ngưu, khẽ gật đầu, sau đó cung kính đứng qua một bên. Giờ phút này, lệ khí trên người nó giảm đi rất nhiều. Trên phi thăng đài, ánh mắt của hai Thái Cổ Đại Yêu và Tiểu Bạch một mực nhìn Sơn Mạch, đợi hồi lâu, rốt cuộc, một đạo khí tức cường đại tản ra, theo cỗ khí tức này tản ra, không gian xung quanh dãy núi kia rung động kịch liệt. Rất nhanh, một con đại yêu rơi vào trên phi thăng đài, đúng là Vũ Kỳ Lân. Khí tức trên người Vũ Kỳ Lân rất cường thế, có chút cảm giác cả vú lấp miệng em. Bất quá sau khi đi tới phi thăng đài, khí tức của nó dần dần bình tĩnh lại. Nó nhìn đám người Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó an tĩnh đi đến một bên. Ba tứ giới đại yêu. Dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng thêm rực rỡ. Bất quá còn có một con. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó còn có một con rồng. Tiểu Bạch và ba con đại yêu chờ thật lâu cũng không thấy con rồng kia đi ra. Cuối cùng Tiểu Bạch đợi không nổi nữa, nàng đi tới địa bàn của Thái Cổ Chân Long, khi thấy Thái Cổ Chân Long, Tiểu Bạch nổi giận. Ngủ. Giờ khắc này, Thái Cổ Chân Long đang nằm ở trên tảng đá ngủ. Tiểu Bạch bay qua đạp Thái Cổ Chân Long một cước. Lũ yêu. Thái Cổ Chân Long lắc lư đầu, tiếp tục ngủ. Tiểu Bạch càng thêm nổi giận. Con rồng này quá không hăng hái tranh giành rồi. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chiêu chiêu, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ ở sau lưng Tiểu Ngưu bay đến, Tiểu Bạch ôm búa đập tới, bất quá giống như nghĩ đến cái gì, Tiểu chảo nàng lật một cái, quay sống búa chém về phía Thái Cổ Chân Long. Rất nhanh, Thái Cổ Chân Long mở mắt, khi thấy Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long vội vàng bò lên. Tiểu Bạch trừng Thái Cổ Chân Long, Tiểu chảo nàng chỉ đám người Tiểu Ngưu, sau đó chỉ Thái Cổ Chân Long. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua đám người Tiểu Ngưu, giờ phút này những đại yêu kia đã đạt tới tứ giới, đồng cấp bậc với nó rồi. Thái Cổ Chân Long rất bất đắc dĩ. Tam giới đến tứ giới dễ dàng, nhưng tứ giới đến ngũ giới rất khó. Sau khi nó thôn phệ Hỗn Nguyên Quả, đã tới tứ giới đỉnh phong, nó so với trước đó càng thêm lợi hại. Nhưng nó không có biện pháp đột phá, đạt tới ngũ giới A. Ngũ giới, không phải dễ đạt tới như vậy. Đáng tiếc, Tiểu Bạch không hiểu đạo lý này, Tiểu Bạch tưởng rằng nó lười biếng. Vì vậy Thái Cổ Chân Long bi kịch, bị Tiểu Bạch cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ đuổi chạy loanh quanh. Đám người Tiểu Ngưu nhìn Thái Cổ Chân Long chạy trốn, cảm thấy rất đồng tình, nhưng có quan hệ quái gì tới bọn hắn. Ai bảo cảnh giới của gia hỏa này cao hơn bọn hắn làm gì? Bên kia, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng ở trước hồ nước, bên cạnh nàng cắm một cây trường thương. Đúng là vô danh thương. Trong khoảng thời gian này, không chỉ mấy con đại yêu tăng lên rất nhiều, An Nam Tĩnh cũng gặt hái được rất nhiều. Thánh điển võ học trong Vũ Điện và Đạo Điện đều đã bị nàng ghi nhớ, hơn nữa dung hội. Bỏ tạp cầu tinh. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, An Nam Tĩnh tăng lên cũng cực kỳ to lớn. Chỉ có điều, thực lực của An Nam Tĩnh cuối cùng đến trình độ nào, sợ là chỉ có bản thân nàng rõ ràng. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn mở mắt, trong chốc lát, bên phải hắn lại xuất hiện một Dương Diệp. Hai Dương Diệp nhìn nhau, thoáng qua, một Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp đứng lên. Thành công. Chân chính thành công. Trải qua mấy ngày khổ tu, hắn rốt cuộc tu luyện thành thần phân thuật. Có thể nói, hiện tại hắn lại nhiều thêm một lá bài tẩy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đứng dậy. Đi ra Hồng Mông Tháp. Là thời điểm nên rời đi rồi. Cửa Hoang Thành. Hoang Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương huynh, ngươi muốn hiện tại ly khai. Dương Diệp cười nói. Sao vậy? Hoang Doanh trầm giọng nói. Dương huynh, nếu như ta không đoán sai, người bên Vĩnh Hằng Quốc Độ khẳng định đang chờ ngươi ở bên ngoài. Bây giờ ngươi ra ngoài, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đặc biệt là hiện tại ngươi còn giao hảo với hoang tộc ta. Bọn hắn sẽ càng không bỏ qua ngươi. Ở chỗ này, ngươi sẽ rất an toàn. Dương Diệp cười nói chi. Hoang tộc có thể che chở ta cả đời sao? Hoang Doanh trầm mặc. Dương Diệp nói. Hoang Doanh huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta một mực tin tưởng, ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như ký thác hy vọng tương lai ở trên thân người khác, đó là ngu xuẩn. Còn Vĩnh Hằng Quốc Độ, đánh không lại, ta chạy không được sao, ngươi nói đúng không?
Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Người đã quyết định, ta sẽ không khuyên gì nữa. Bảo trọng. Dương Diệp gật đầu. Bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đúng lúc này, Hoàng Doanh đột nhiên cong ngón búng ra, một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh cười nói. Nếu có cần, bóp nát linh phù này. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Hoàng Doanh, Dương Diệp càng chạy càng xa, rất nhanh, hắn nhìn thấy ở trên bờ vai Dương Diệp, xuất hiện một tiểu gia hỏa màu trắng. Linh tổ. Hoàng Doanh khẽ lắc đầu. Tinh phong huyết phú A. Hắn biết, một khi Dương Diệp ly khai hoang tộc, sẽ lần nữa nhắc lên tinh phong huyết phú. Nhưng Dương Diệp bây giờ, đã không phải là Dương Diệp lúc trước rồi. Dương Diệp mang theo tiểu bạch đi ra hoang giới, trải qua truyền tống, bọn hắn tới địa ngục giới. Ác linh tử dực. Đi vào địa ngục giới, Dương Diệp nghĩ đến ác linh tử dực, vừa nghĩ tới ác linh tử dực, tâm của hắn cũng có chút đau nhức. Bởi vì ác linh tử dực này không có bị hắn bỏ vào trong túi, mà rơi vào trong túi nhị nha. Dựa theo lời của nhị nha là, nàng chạy chậm, cần ác linh tử dực. Chạy chậm. Dương Diệp thiếu chút nữa đập bay nhị nha. Loại lý do này cũng có thể nói ra. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đưa ác linh tử dực cho nhị nha. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có nhị nha mới có thể triển khai uy lực của ác linh tử dực đến mức tận cùng. Tốc độ của ác linh tử dực quá nhanh. Cho dù là nhục thể của Dương Diệp cũng chịu không nổi, tuy lúc trước hắn dùng qua ác linh tử dực một lần, nhưng lần kia hắn không dám thỏa thích thúc dục ác linh tử dực. Bởi vì tốc độ của ác linh tử dực quá nhanh, nhanh đến đủ để xé rách nhục thể của hắn. Lúc trước thi triển một lần, thân thể hắn thiếu chút nữa thì bị xé nát. Nhưng nhị nha sẽ không. Nhục thể của nàng thật quá kinh khủng. Khủng bố đến cho dù nàng toàn lực thúc dục ác linh tử dực. Tốc độ kia cũng không cách nào xé rách nhục thể của nàng. Hơn nữa nhị nha có được ác linh tử dực, lực bạo phát quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Kia chính là một quả đạn pháo hình người. Về phần huyền khí, tuy nhị nha không có huyền khí, nhưng nàng có rất nhiều giới tinh, trước cho ác linh tử dực thôn vệ giới tinh, sau khi ác linh tử dực thôn vệ giới tinh, sẽ để dành linh khí lại. Thời điểm nhị nha muốn dùng, nó sẽ tự động thúc dục những huyền khí kia. Tóm lại, nhị nha thích hợp với ác linh tử dực hơn hắn. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng may mắn thay, nhị nha là người mình. Về phần tiểu bạch, kỳ thật tất cả thần khí đều là của nàng, nàng muốn dùng cái nào thì dùng cái đó, cho nên ác linh tử dực quy ai, nàng không có ý kiến, dù sao ở trong lòng nàng, đều là của nàng. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía vĩnh hằng chi giới. Lúc này đây, hắn muốn mang nhị nha quay về Vĩnh Hằng Tiên Thôn một chuyến. Hắn cũng muốn gặp Đồ Phu và Thái Thẩm, còn có lão đầu thường xuyên uống rượu kia. Đương nhiên, còn có con đại yêu cửu u đế trong Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Thời điểm Dương Diệp đi tới cửa vào của Vĩnh Hằng chi giới, đột nhiên, không gian bốn phía run lên, ngay sau đó, một màn sáng màu lục bao phủ ở chung quanh hắn. Theo màn sáng màu lục xuất hiện, không gian xung quanh hắn rung động kịch liệt. Không gian bốn phía Dương Diệp bắt đầu cứng lại, không chỉ như thế, ở bốn phía còn xuất hiện một lao lung màu xanh lá. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không nghĩ tới các ngươi tới rất nhanh. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi xuất hiện, ở sau lưng nữ tử là sáu cường giả thần bí mặc khôi giáp. Đúng là đám người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đám người nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Không nghĩ tới hoàng tộc không chỉ không giết ngươi cướp linh tổ, ngược lại còn thả ngươi ra. Để cho ta thật bất ngờ. Có thể nói cho ta biết vì sao bọn hắn làm như vậy không? Dương Diệp nhìn thoáng qua bộ ngực của nữ tử, sau đó lắc đầu. Không phải nói ngực to không não sao? Ta nhìn ngực ngươi cũng không lớn. Vì sao cũng ngốc nghếch như vậy? Thần sắc của nữ tử lập tức âm trầm xuống. Nữ tử nhìn Dương Diệp, cười lạnh. Dương Diệp, không nghĩ tới miệng của ngươi cũng ti tiện như vậy. Bất quá. Hy vọng thực lực của ngươi cũng hèn như miệng. Ngay lúc này, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp khẽ run lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang lấp lóe. Xuy. Theo một tiếng xé rách vang lên, lao lung màu xanh lá xung quanh Dương Diệp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của nàng kia bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm đâm ra.
Xùy. Máu tươi bắn tung tóe. Sau lưng nữ tử, sáu người kia ngây ngẩn cả người. Ở trên đỉnh đầu của nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ấn này cứng rắn chấn áp cảnh giới của nữ tử xuống tam giới. Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Đi nhanh. Những lời này, là nói với mọi người ở sau lưng nàng, cũng là câu nói sau cùng của nàng. Sau khi nói xong, đầu nàng từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Nữ tử vừa mới vẫn lạc, nhị nha liền xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng há mồm khẽ hấp, tinh khí thần của nữ tử kia trong nháy mắt bị nàng hấp vào trong miệng. Mà lúc này, Dương Diệp đã vọt về phía sáu người kia. Sáu người kia đều là cường giả tứ giới, nhưng khi trấn giới ấn rơi ở trên đầu ai, đầu người đó sẽ bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thì có ba tên cường giả đầu lìa khỏi cổ. Mà còn dư lại ba tên cường giả, đã chạy trốn tới cuối chân trời. Dương Diệp không có đuổi theo, nhưng kiếm hổ lô bên hông hắn bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang thẳng vào cuối chân trời. A! À, rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Miểu sát! Bất quá hai gã cường giả tứ giới khác đã đào tẩu. Bên cạnh Dương Diệp, nhị nha cười hì hì, sau đó bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn. Rất nhanh, sau khi nhị nha hưởng thụ xong bữa tiệc, Dương Diệp tiếp tục lên đường. Vĩnh Hằng Chi Giới. Dương Diệp trở lại Vĩnh Hằng Chi Giới, cũng không có đi Vĩnh Hằng Tiên Thôn, mà đi tới Nam Ly Tộc. Vừa mới đến trên không Nam Ly Tộc, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thần sắc đề phòng. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp ôm quyền. Kính xin các hạ thông báo Nam Ly Mộc, nói bạn cũ tới gặp. Bạn cũ? Lão giả nhíu mày. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn gặp tộc trưởng? Tộc trưởng? Dương Diệp có chút ngẩn người, Nam Ly Mộng này lúc nào trở thành tộc trưởng? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lại nói. Tại hạ Dương Diệp, là bằng hữu của quý tộc trưởng. Kính xin. Dương Diệp. Lão giả thất thanh nói. Ngươi là Dương Diệp. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, mình đáng sợ như vậy sao? Khi lấy Dương Diệp thừa nhận, thần sắc của lão giả trở nên tôn kính, hắn ôm quyền. Các hạ. Tộc trưởng không có ở trong tộc, về phần đang ở nơi nào, ta thật không biết, bất quá ta có thể liên hệ nàng, để cho nàng trở về. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì làm phiền. Lão giả khẽ gật đầu. Các hạ có thể vào bên trong tạm thời nghỉ ngơi một lát. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Dương Diệp tiến vào Nam Ly tộc. Lão giả dẫn Dương Diệp tới một gian phòng khách, dâng linh trà thượng hạng, sau đó lui xuống. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, đang muốn đi vào Hồng Mông Tháp, lúc này, đột nhiên hắn mở to mắt, nhìn về phía cửa đại điện. Chỗ đó đứng một mỹ phụ váy tím. Thần sắc mỹ phụ bình tĩnh, tóc dùng vải trắng cột lên, nhưng này không hề ảnh hưởng dung mạo của mỹ phụ. Dương Diệp nhìn mỹ phụ, không nói gì. Mỹ phụ đi tới đối diện với Dương Diệp ngồi xuống. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Mỹ phụ nói. Lúc trước ta và Nam Ly Mộng từng có mâu thuẫn của chúng ta là vì ngươi. Ta muốn giết ngươi, mà nàng, lựa chọn làm bạn với ngươi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Các hạ là lão tổ Nam Ly tộc Nam Ly Âm. Mỹ phụ gật đầu. Là ta. Dương Diệp nói. Nàng thích hợp làm gia chủ hơn ngươi. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp. Nghe nói người đi hoang tộc. Dương Diệp gật đầu. Có cái gì thì nói thẳng đi, ta không thích vòng vo tam quốc lãng phí thời gian. Mỹ phụ trầm giọng nói. Ngươi nên biết năm đó trận đại chiến kia, hoang tộc cùng Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến, lần kia, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta đứng ở bên Vĩnh Hằng quốc độ. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ nói. Năm đó vị linh tổ kia, đã chết ở trong tay hoang tộc. Dương Diệp lắc đầu. Không có quan hệ gì tới ta, cũng không quan hệ gì tới Tiểu Bạch. Nam Ly Âm nhíu mày. Dương Diệp, năm đó vô số người của Vĩnh Hằng chi giới chết trận, kể cả linh tổ. Dương Diệp cắt đứt lời của Nam Ly Âm. Ngươi là muốn ta đứng bên Vĩnh Hằng quốc độ? Nam Ly Âm hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không nên làm như vậy sao? Dương Diệp bật cười. Đầu ngươi có phải bị lừa đá hay không? Sắc mặt Nam Ly Âm trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp cười lạnh, có ý tứ gì, thứ cho ta nói thẳng,
ta đứng bên nào liên quan gì đến ngươi? Mau cút cho lão tử, bằng không thì một kiếm kết liễu ngươi. Sắc mặt Nam Ly Âm tái xanh. Dương Diệp, ngươi cho rằng Vĩnh Hằng chi giới và Vĩnh Hằng quốc độ cần ngươi. Nếu không có linh tổ, Vĩnh Hằng quốc độ nhìn cũng chẳng muốn nhìn ngươi một cái, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Ly Âm, thoáng qua, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm nàng. Sắc mặt Nam Ly Âm đại biến, huyền khí châu kinh cơ thể nàng vận chuyển, một cỗ âm khí từ trong cơ thể tuôn ra, nhưng cỗ âm khí này bị Dương Diệp đâm vỡ, ngay sau đó, kiếm chống đỡ ở mi tâm của Nam Ly Âm. Thân thể Nam Ly Âm lập tức cương cứng. Dương Diệp nhìn Nam Ly Âm. Không giết ngươi, là cho Nam Ly Mộng mặt mũi. Còn nữa, ta và Nam Ly Mộng là bằng hữu, nhưng không phải bằng hữu với ngươi. Nói xong, Dương Diệp lui trở về tại chỗ, sau đó ngồi xuống. Thần sắc của Nam Ly Âm cực kỳ khó coi, đang muốn nói gì, lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Dương huynh, đã lâu không gặp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cửa đúng là Nam Ly Mộng. Dương Diệp cười nói, đã lâu không gặp. Đối với Nam Ly Mộng, hắn vẫn có hảo cảm, phải nói, Nam Ly Mộng này cũng coi là bằng hữu. Lúc trước, Nam Ly Mộng từng mạo hiểm cực lớn nhắc nhở hắn rất nhiều chuyện. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Lão tổ, ta có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện không? Nam Ly Âm lau mồ hôi lạnh, quay người rời đi. Nam Ly Mộng ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngươi ly khai Vĩnh Hằng chi giới, Vĩnh Hằng chi giới xảy ra một ít chuyện. Vĩnh Hằng quốc độ ném ra cành ô liu, đối với cường giả của Vĩnh Hằng chi giới mà nói, đây không thể nghi ngờ là một thiên đại hảo sự, bởi vì bọn họ không cần đau khổ dẫy dụa ở Vĩnh Hằng chi hà. Này với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Dương Diệp cười nói, ngươi muốn biết cách nhìn của ta không? Nam Ly Mộng cười nói, nói nghe xem. Dương Diệp nói, Vĩnh Hằng quốc độ kia, thời điểm cần người thái độ sẽ rất tốt, nhưng thời điểm không cần người, bọn hắn sẽ coi người của Vĩnh Hằng chi giới là con sâu cái kiến, coi là đám người hạ đẳng. Cách làm của bọn hắn, kỳ thật là lợi dụng người của Vĩnh Hằng chi giới. Mà người của Vĩnh Hằng chi giới sống nhiều năm như vậy, bọn hắn không thể không biết điểm ấy, nhưng bọn hắn vẫn nguyện ý đi làm. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Vì cái gọi là đại đạo. Vì cái gọi là trường sinh, ngay cả một chút cốt khí cũng không có. Đại đạo, trường sinh. Này giống với một số người trong thế tục, vì đạt tới mục đích nào đó, bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy, lễ nghi, đạo đức. Ở trong mắt một số người, những thứ này chả là cái cóc khô gì, trong mắt của bọn họ, chỉ có tiền. Mà trong mắt tu luyện giả, chỉ có đại đạo và trường sinh. Nam Ly Mộng lắc đầu. Dương huynh, như ngươi nói, bọn hắn nhìn rõ ràng. Nhưng ngươi có từng nghĩ, ở giữa hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ, người của Vĩnh Hằng chi giới lại có bao nhiêu lựa chọn? Người của Vĩnh Hằng chi giới, thực lực yếu hơn người khác, yếu, thì đồng nghĩa với không có quá nhiều quyền lựa chọn. Dương Diệp cười cười. Không nói cái này, lần này tới tìm ngươi, là muốn nghe ngóng tung tích một số người. Nam Ly Mộng nói khẽ. Trường Sinh Môn, Tung Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Dương Diệp gật đầu. Còn có một, Tiêu Thần Vũ. Nam Ly Mộng trầm mặc. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói khẽ. Dương huynh, những người này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì rồi. Giết hay không giết, với ngươi mà nói, vấn đề không lớn a. Dương Diệp lắc đầu. Rất lớn. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Ta là một người hẹp hòi, cực kỳ hẹp hòi, ai tốt với ta? Ta cả đời nhớ rõ, nhưng ai muốn hại ta, ta cũng sẽ cả đời nhớ rõ. Ân, còn phải báo gấp trăm lần, kẻ thù, cũng muốn báo gấp trăm lần. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng thở dài. Nếu như ngươi giết những người đó, Vĩnh Hằng chi giới này sẽ không còn bao nhiêu người mạnh mẽ. Vĩnh Hằng chi giới ở giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ, lời nói càng không có trọng lượng. Nói xong, nàng đứng lên. Dương huynh, Vĩnh Hằng chi giới. Vẫn phải có người đứng ra. Dương Diệp cười nói. Ngươi là xin tha cho bọn hắn. Nam Ly Mộng nói. Xem như thế đi. Dương Diệp cười nói. Ngươi như vậy là có chút không hiền hậu. Năm đó thời điểm bọn hắn truy sát ta, ngươi không có ra mặt cầu tình qua. Hiện tại ta muốn giết bọn hắn,
ngươi lại đến xin tha cho bọn hắn, hơn nữa còn làm giống như Dương Diệp ta không có tình người. Mộng cô nương, đây không phải là chuyện bằng hữu nên làm, ngươi cảm thấy đúng không? Nam Ly Mộng nói, bởi vì ta không phải bằng hữu của bọn hắn, nhưng ta và ngươi là bằng hữu. Dương Diệp khẽ cười nói, chúng ta thật sự là bằng hữu sao? Nam Ly Mộng còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp đứng dậy rời đi. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Dương huynh, vĩnh hằng chi giới này, còn có hàng tỷ sinh mệnh. Ngươi giết những cường giả đứng đầu kia, như vậy sẽ không còn ai vì những sinh mệnh thực lực yếu kia nói chuyện. Dương Diệp quay người nhìn Nam Ly Mộng. Thời điểm bọn hắn giết ta, có nghĩ tới hàng tỷ sinh mệnh gì không? Bây giờ, đến thời điểm ta giết bọn họ, liền chụp mũ lên đầu ta. Mộng cô nương, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, những người này, ta đều muốn giết. Không giết bọn hắn, không phải có lỗi với chính mình sao? Đây là tàn hồn bị thương, ngay cả hồn phách cũng không tính. Đồ phu chứng kiến Dương Diệp, mỉm cười. Ngươi lại không đến, ta sẽ không chống đỡ nổi. Dương Diệp rung giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồ phu lắc đầu. Người Vĩnh Hằng Quốc Độ đến. Vĩnh Hằng Quốc Đội. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như đứng ở bên Vĩnh Hằng Chi Giới, như vậy Vĩnh Hằng Chi Giới sẽ nhiều hơn một ít quyền nói chuyện. Nam Ly Mộng lắc đầu. Tính cách của hắn ta vẫn hiểu, hắn sẽ không đứng ở bên Vĩnh Hằng Chi Giới. Nam Ly Âm nhìn về phía Nam Ly Mộng. Vậy ngươi còn khuyên hắn làm gì? Nam Ly Mộng đứng lên, nàng nhìn ra bầu trời phía ngoài, chỗ đó mây trắng bồng bềnh. Nơi đây, dù sao cũng là địa phương ta lớn lên. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Hiện tại, Nam Ly gia ta chỉ có một con đường, chính là đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nam Ly Mộng lắc đầu. Nam Ly Âm nhíu mày. Vì cái gì? Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Vĩnh Hằng Quốc Độ, bất quá là muốn lợi dụng người của Vĩnh Hằng Chi Giới, ngươi không phải không biết điểm này. Đứng ở bên bọn họ, chúng ta chết càng nhanh hơn. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nam Ly Mộng lạnh nhạt nói. Nam Ly gia ta, không đứng thành hàng. Nam Ly Âm lắc đầu. Không thể thực hiện được. Một khi hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ đánh nhau, Vĩnh Hằng Chi Giới sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà khi đó, nếu như chúng ta không đứng thành hàng, sợ là hai mặt đều không được cảm ơn. Ngươi nên minh bạch điểm này. Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Gia tổ, ta biết ngươi đã đến cực hạn, muốn đột phá chính mình, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ là hy vọng cuối cùng của ngươi. Ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng chuyện của Nam Ly gia, ngươi đừng nhúng tay nữa được không? Nam Ly Âm nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi có ý tứ gì? Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Nam Ly Âm. Ý của ta là, Nam Ly gia bây giờ ta làm chủ. Còn nữa, nếu như không phải bởi vì cha ta, ta không sẽ quản Nam Ly gia. Hắn suốt đời kính dâng cho gia tộc này, ta không muốn nó cứ như vậy tan biến khỏi thế gian. Cuối cùng nói một lần, ngươi có quyền lựa chọn. Ta sẽ không ngăn ngươi đầu nhập vào bất luận kẻ nào, nhưng Nam Ly tộc sẽ không đi theo bước chân của ngươi. Nói xong, Nam Ly Mộng xoay người rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, sắc mặt của Nam Ly Âm âm trầm đáng sợ. Một người nàng phân lượng có hạn, chỉ có mang theo cả Nam Ly tộc, nàng mới có thể được coi trọng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, cầm giữ được chút địa vị. Mà bây giờ, Nam Ly gia đã không phải là nàng làm chủ. Sau khi Dương Diệp ly khai Nam Ly tộc, đi tới cửa vào Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Vĩnh Hằng Tiên Thôn bị một kết giới phong ẩn, chỉ có ở thời điểm đặc điểm mới có thể hiện ra. Nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ, đủ để phá vỡ rất nhiều kết giới. Lối vào, Dương Diệp rút kiếm chém. Xuy, một kiếm chém ra, kiếm quang lấp lóe. Rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp, vùng không gian kia rung động kịch liệt lên, thời gian dần trôi qua, vùng không gian kia dường như có đồ vật gì đó đang biến mất. Chỉ chốc lát, một sơn mạch mờ mịt xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Vĩnh Hằng bí cảnh. Dương Diệp mỉm cười đi tới. Lúc này Nhị Nha, Tiểu Ngưu còn có Tiểu Bạch đều xuất hiện. Khắp khuôn mặt Nhị Nha là nụ cười sáng lạn, nơi đây là nhà của nàng. Lúc trước nàng vô cùng chán ghét nơi đây, bởi vì nơi này đều bị nàng chơi không còn thú vị. Nhưng sau khi nàng ra ngoài, lại vô cùng tưởng niệm nó. Về phần Tiểu Ngưu, có thể nhìn ra được. Nó cũng rất hoài niệm nơi đây. Nhị Nha la lớn.
Ra ra, ta đã trở về. Nói xong, nàng trực tiếp chạy đi. Dương Diệp cười cười, sau đó cũng đi theo. Dương ca ca. Ngay lúc này, ở chỗ xa, đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Nhị Nha. Sắc mặt Dương Diệp đột biến, thân hình run lên, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đứng ở trước cửa thôn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, trước mặt hắn, thôn nhỏ đã biến mất. Hiện tại ở trước mặt hắn, chỉ có đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Ra ra, Nhị Nha chạy tới trên phế tích, điên cuồng hét to. Hai tay nàng không ngừng đào phế tích, ở trong mắt nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Giờ khắc này, Nhị Nha không phải là một đại yêu thần bí, mà là một tiểu cô nương. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn lướt qua bốn phía, ngay lúc này, ở trong phế tích đột nhiên run lên một cái. Dương Diệp lập tức nhìn lại, tay phải hắn vung lên, phế tích nơi đó bị hắn quét qua một bên. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người. Đồ phu. Ở đó nằm một người, đúng là đồ phu, nhưng nhục thể của đồ phu đã nhão nhoẹt, nếu như không phải còn có nửa bên mặt, sợ là hắn cũng không nhận ra đây là đồ phu. Dương Diệp đi tới, lúc này trên thân thể đồ phu, một tia hồn phách hư ảo bay lên. Tàn hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.